Vâng, thì chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của em. Tiếp tục với chương trình video thì lên nhanh bác một số mà hàng em đang phân phối nhá. Quay trực tiếp và báo giá bác luôn. Bác nào có nhu cầu về hàng hóa thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo hai cái số điện thoại nhá, đang gắn trực tiếp ở trên hình, gọi điện theo hai số ở trên hình để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý giúp em khi mà các bác mua hàng thì nhớ giúp em là trên 200 nhá. Nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Đó, em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái ổ điện U1 này, ổ điện U1 nhá. Ổ này thì giá bình dân thôi, 50.000 một cái ổ này, rất là hay. Đấy, các bác mua về sử dụng mình vừa có đây. Ở đây thì em sẽ giới thiệu chi tiết luôn này, nó sẽ có những cái ổ cắm để các bác cắm điện trực tiếp 220 này. Đấy. Rồi là một cái bóng đèn ngủ này và có kèm luôn cho bác là hai cái cổng USB. Ví dụ là các bác có thể là cắm đầu giường. Mình vừa làm một cái ổ cắm để các bác cắm thiết bị điện này, có hai cái cổng để các bác ví dụ là cắm sạc điện thoại này, rồi là có một cái đèn ngủ để các bác làm cái đèn ngủ luôn, rất hay. Đấy, cấp trực tiếp vào nguồn 220 cho em là các bác xài nhá. Đây, cắm cho bác coi thử này. Đấy, các bác cắm trực tiếp điện 220. Đó, các bác bật là nó sẽ lên cái đèn nha. Đó, một cái ánh sáng nó vừa vừa đủ để các bác làm một cái đèn ngủ rất là hợp lý luôn. Đấy. Đây, đây là cái công tắc này. Công tắc này là cái công tắc nguồn của cái ấy này các bác nhá, cái công tắc nguồn của cái bảng này, đấy của cái bảng mạch này, rất là hay luôn. Đó, có cả cái công tắc nguồn luôn, lúc nào mà các bác ở đây nó có cả công tắc riêng luôn, lúc nào mà các bác dùng đèn ngủ các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi. Và đây là cái công tắc nguồn của cái bảng mạch này. Đấy, nếu mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi. Nhiều khi ví dụ là trẻ con thì tiếc rồi, nó có cái công tắc này rất an toàn luôn. Và đây là hai cái ổ cổng USB nhá. Thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ này sẽ là cái ổ điện U1 nhá. Ổ mã sẽ là ổ điện U1. Ổ điện U1 này thì hiện tại bên em đang gửi bác giá rất là bình dân, chỉ có 50.000 thôi, 50k nhá. Mã sẽ là mã ổ điện U1 nhá. Đấy, mã ổ điện U1 là 50k, nó còn có kèm cả cái bóng đèn ngủ rất tiện dụng luôn. 50k một cái ổ điện U1 nha. Ngoài ra thì đây, bên em có bán kèm thêm cho bác đó là cái dây sạc cam 3 đầu. Đấy thì về các bác có thể cắm vô đây này. Đấy, để các bác sử dụng các bác sạc cho điện thoại này. Đấy, cái dây sạc này rất hay. Đó, toàn bộ thiết kế phần vỏ ngoài là được bọc silicon chống gập chống gãy nhá. Các bác cứ vò gập cho em thoải mái, không lo nó bị gãy đâu. Siêu bền luôn, riêng cái dòng này thì siêu bền. Đấy, các bác nhìn cái phần bo này, nó bo kim loại luôn nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy, kể cả phần đầu nó này. Đó, về các bác có cổng USB các bác cắm trực tiếp cái cổng USB là các bác xài. Con này nó còn có cả đèn báo luôn nhá. Đây có cả đèn báo luôn này. Đấy. Cái này thì các bác sạc thì con này sạc thì các bác sạc đa năng hầu như tất cả các loại máy hiện tại bây giờ. Đấy, cho chân Samsung chân iPhone này, đấy chân iPhone, rồi là chân Samsung đời cũ này. Đấy, rồi là chân Samsung đời mới, chân Type C nhá. Chân này là chân micro USB này và chân này là chân Lightning này. Đấy, cắm iPhone này, cắm Samsung, cắm Oppo, cắm Lenovo, rồi là tất cả các loại máy trên thị trường bây giờ luôn. Đấy, rất tiện dụng. Cái dây sạc này hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 40.000 một dây nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây sạc cam 3 đầu. Đấy, dây sạc cam 3 đầu này. Sạc cam 3 đầu. Đó. Đang gửi bác một cái dây sạc cam 3 đầu này với giá sẽ là 40.000. Đấy, 40.000 một cái dây sạc cam 3 đầu nha. Đấy. 40.000 một dây. Còn cái ổ điện U1 này thì đang bán là 50.000. Đó, về các bác sử dụng rất tiện dụng luôn. Dòng này các bác yên tâm là dùng cực kỳ nô đồng cua đá luôn. Dây nó rất là chắc chắn. Đấy, cái này thì em bán siêu nhiều rồi. Đấy, năm vừa qua mới bán chắc về đến vài trăm nghìn cái dây luôn, dã man luôn các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con máy rửa xe chạy pin này. Lâu lâu không quay chắc là các bác quên nhá. Giá thì bên em vẫn đang bình ổn đấy bác, mà giá thì rất hạt rẻ luôn. Chỉ có 270.000 cho một cái con máy rửa xe chạy pin này thôi. Đấy, 270.000 một con nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con máy rửa xe nhá. Đấy, máy rửa xe con này nó xài pin nhá. Máy rửa xe xài pin. Đấy, máy rửa xe này xài pin. 270.000 và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. 270.000 một con máy rửa xe chạy pin này, bao ship tận nhà luôn. Đó. Bộ sản phẩm đi đầy đủ các phụ kiện đi kèm. Đấy, có dây dây dẫn này. Đấy, rồi là ở đây thì sẽ có là phần đầu nối thứ này. Đấy, rồi là lõi lọc nước nhá. Đầy đủ luôn, rồi là hai cái béc phun. Con này thì có hai béc phun, một béc phun cho chế độ là rửa xe. Đấy, và rửa xe rửa sân. Và một cái béc phun để các bác có thể dùng để tưới cây. Đấy, tưới cây các thứ là rất tiện dụng nhá. Đấy, đầu cút nối đầy đủ luôn. Một cái bình xịt tạo bọt tạo tuyết này. Đấy, về các bác ví dụ các bác chế cho em tí nước rửa bát các thứ này, nước xà phòng vào đây. Đấy, thì các bác xịt ra nó ra tạo bọt tuyết rất ok luôn. Đấy. Ở trong này thì sẽ có là một thân máy này. Đấy, một thân máy nhá. Đấy, thân máy này rất ok. Đấy, thân máy đây là phần công tắc bấm này. Đấy, công tắc bấm nhá.
một cái đốc pin, một cái đốc pin, một cái đốc pin này rất ok luôn, một cái đốc pin. Đấy, về các bác gắn đốc pin vào đây, sau đó các bác bật máy rồi các bác xài. Và đi kèm cho bác là một cái cục sạc luôn nhá. Một cái cục sạc thì con này nó sử dụng cái chân pin, sao cái chân pin Makita, chân pin phổ thông. Đấy, về nếu mà các bác có pin sẵn luôn thì các bác có thể là lắp luôn vào các bác xài. Đấy thì và khi mà hết pin thì các bác lại cắm vô đây. Đấy, cắm sạc vô đây, sau đó các bác cắm trực tiếp cái cục nguồn này vào nguồn 220 là các bác cắm sạc cho cái cục sạc này rồi. Đấy, rất tiện dụng. Đây em sẽ lắp vào bật máy test cho bác coi nhá. Đó. Đây. Đó, lên này. Các bác nhìn này, đấy vẫn còn nước này. Đấy, hàng test vẫn còn nguyên nước này. Đó, nguyên nước luôn nhá. Đấy rất ok luôn. Đó. Cực kỳ là ngon lành ngày nào luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đó, máy nó chạy rất êm nhưng mà cái lực phun nó rất là khỏe nhá, cái lực phun nó rất là khỏe luôn. Đấy, lực phun nó rất là khỏe. Cái đầu này sẽ là đầu ra, còn đầu này là đầu hút nước vào này. Đấy, đầu hút nước vào, còn đây là sẽ là đầu ra nhá, đầu ra. Đấy, về các bác lắp đặt vào là các bác xài thôi. Rất ok, rất tiện dụng luôn. Cái này thì không cần phải dây dọ gì lằng nhằng. Đấy, mình rửa xe này, rửa sân này, rồi là phun tưới cây cũng rất là ok luôn. Đấy, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 270 một cái thôi. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy rửa xe chạy pin nhá, 270k và ưu đãi cực sốc là bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, đầy đủ phụ kiện này, pin này, thân máy này, rồi là dây là nguồn này, phụ kiện lắp đặt đi kèm này. Đấy, bình bọt tuyết này, rồi là còn có cả củ sạc đi kèm luôn. Đấy, chọn bộ này là 270.000 một bộ nhá. Đấy, nguyên hộp nha. Đấy, chọn bộ cả một cái con máy rửa xe chạy pin này là 270.000 một cái nhá. Cái sản phẩm kiềng chắn gió bếp ga thì bên em tiếp tục hàng về này. Đấy, cái này thì cũng giá bình dân thôi, 30.000 cho một cái chiếc kiềng chắn gió bếp ga này. Lên mã cho em sẽ là cái kiềng chắn gió nhá, kiềng chắn gió bếp ga 30k nhá, 30k cho một cái chiếc kiềng chắn gió bếp ga này. Cái con này công dụng của nó rất là hay. Về thì các bác cứ chụp trực tiếp vào trong cái bếp ga nhà mình. Đấy. Và cái con này là nó khi mà các bác chụp vào thì ví dụ như là nhà các bác có quạt gió nữa rồi thì nó không bị thổi, nó không bị lùa ga ra các hướng, nó không bị tỏa ga ra. Và khi mà các bác chụp vào ấy, thì các bác để nồi đây thì nó sẽ áp sát vào cái phần mặt của cái bếp ga. Đấy, thì cái phần nhiệt nó sẽ hấp thụ là trọn vẹn luôn, nó không bị lòe ra ngoài nhé, không bị lòe ra ngoài. Thì các bác đun thứ nhất là vừa đỡ tốn ga này, vừa nhanh này. Đấy, vừa đun vừa đỡ tốn ga vừa nhanh. Đấy, rồi là rất là sạch sẽ, ok luôn. Đấy, cái phần muội miếng các thứ là toàn bộ là khi mà nó không có cái phần dao thoa giữa phần đáy so với phần lửa là nó ít thì cái phần muội thứ là nó sẽ giảm đi nhá, giảm đi rất là nhiều luôn. Đó. Công dụng rất là tốt luôn. Nói chung là các bác nên mua cái sản phẩm này về các bác sử dụng lắp vào bếp ga này mình các bác xài. 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái. Đó, rất ok luôn. Đây cái phần chân kiềng này thiết kế dạng răng cưa này. Đấy, thiết kế cái dạng răng cưa. Đây là các bác sử dụng các bác xài rất ok luôn. 30k một cái nhá. Lên mã thì em sẽ là cái kiềng chắn gió bếp ga nhá, kiềng chắn gió bếp ga 30k một cái nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ rổ hai lớp nhá. Đấy, bộ rổ hai lớp. Bộ rổ hai lớp hàng của Việt Nhật nhá. Một cái bộ rổ hai lớp này thì sẽ gồm có cho bác là 6 cái mã này, 6 sản phẩm này thì sẽ gồm có là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Tổng thì sẽ gồm có 6 sản phẩm. Thì đây em sẽ mở cho bác coi. Các bác có thể dùng là đi theo bộ và các bác có thể dùng lẻ. Đấy, bình thường ví dụ các bác hay rửa rau rửa cỏ ra, các bác bỏ ra thì ví dụ nó hay róc nước. Róc nước thì các bác dùng làm gì? Đấy, các bác sẽ lấy cho em cái chậu đi kèm này, các bác đút nó vào. Đó thì cái phần nước thừa nó sẽ róc hết xuống phần dưới này. Đấy để các bác sử dụng nhá. Đó thì cái phần nước nó sẽ không bị văng vãi linh tinh nhá, rất sạch sẽ luôn. Còn nếu mà các bác muốn tách ra thì các bác sẽ tách ra thì sẽ thành được là một chiếc chậu và một chiếc rổ này. Đấy thì một sẽ thành ra hai luôn. Còn nếu các bác muốn chung thì các bác cho vào nhau thì sẽ chung thành một bộ. Còn nếu các bác không thì các bác tách ra thì sẽ thành được một chiếc chậu này, một chiếc rổ này. Đấy thì đây nó sẽ gồm có cho bác là 6 sản phẩm luôn. Đấy, 6 sản phẩm này. Đây này, một này, bộ 1 này. Đấy, 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 nha. Đấy. Hàng này thì hàng của Việt Nhật nhá. Đấy, bộ rổ hai lớp vuông nhá. Đấy, kích thước nó có đầy đủ hết luôn. Hàng Việt Nhật thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Đấy, con này thì nó là thành phần nhựa PP. Nhựa PP thì siêu bền và siêu yên tâm cho sức khỏe và người sử dụng nhá, rất ok luôn. Đấy, lên mã em sẽ cái bộ rổ vuông. Đấy, bộ rổ vuông 6 món hai lớp nha. Đấy, bộ rổ vuông hai lớp. Đấy, bộ rổ hai lớp nhá. Cứ lên mã em sẽ cái bộ rổ hai lớp 6 món nha. Giá thì đang rất là hạt rẻ luôn. Đấy, hôm nay em sẽ giảm luôn cái mã này luôn nhá. Bữa trước đang bán bác là 100k. Đấy, 100k hôm nay em giảm luôn bác, giá chỉ còn có là đi 80.000 thôi.
80.000. Đấy các bác sở hữu cho em một cái bộ rổ đẹp như này, chất lượng như này và nhiều món nha. Đấy một bộ rổ hai lớp vuông 6 món luôn nhau nhá, 6 món luôn, vừa có rổ vừa có chậu để về các bác xài luôn. Đấy mà hàng của Việt Nhật luôn nhá, hàng Việt Nhật luôn. 80.000 một bộ nhá, giày rất chắc chắn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, 80.000 một bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lên mã cho em sẽ là cái bộ chổi hót rác này. Đấy bộ chổi kèm với cả hót rác luôn nhá. Đấy chổi kèm hót rác, cái này bộ này em bán cũng rất là nhiều mà dùng rất là tiện luôn. Bộ này thì tại vì em đang gửi bác giá sẽ là đi 200.000. Hôm nay em về các bác mức giá rất dễ mua luôn. 160.000 một bộ nhá. 160.000 một bộ này. Bộ chổi kèm với hót rác nhá. 160.000 một bộ đây. Mà lắp cho bác một bộ này. Đấy thì một bộ sản phẩm thì về các bác khi mà bên em gửi đi nó sẽ tháo rời ra. Đấy thì về các bác sử dụng thì các bác sẽ lắp đặt nó vào. Sau đó các bác xài luôn. Đây. Nó có cái phần đầu chổi này. Đầu chổi dạng đầu cước nhá, các bác quét ở tất cả các mọi địa hình luôn. Đấy đây, dạng đầu cước các bác quét ở môi trường, môi trường ở bớt, môi trường nước nôi thoải mái, môi trường khô ráo thoải mái luôn nhá. Và cái phần hai của nó đây nó dạng cước này. Đấy, thì cái phần bụi bẩn các thứ nó không bị bết vào đây nhá. Các bác sử dụng rất là sạch. Mà mình ví dụ mỗi lần mình dùng xong mà ví dụ bẩn quá thì mình có thể mang đi ra nước nôi các bác thứ giặt rũ cho em thoải mái luôn. Đó. Đây là cái phần gầu hót rác này. Đấy, phần gầu hót rác nhá. Đấy thì về các bác sử dụng các bác mở trong này lên. Đấy, sau đó các bác lắp đặt nó vào. Gửi kèm bác thì sẽ gồm có những cái thanh nối thứ nha. Đấy thanh nối này về các bác nối nó vào với nhau nhá. Đấy thanh nối bằng inox luôn rất chắc chắn. Đó. Về các bác nối xem vào với nhau. Đó đây, cả cái phần này thế này. Đó các bác nối với nhau, sau đó một cái thì các bác nối vào với lại cái phần chổi. Đầu chổi còn một cái thì các bác nối vào với lại cái phần hót rác có thế là xong, rất là dễ dàng lắp đặt và rất là dễ dàng sử dụng luôn. Đấy cái phần còn lại đây, cái thanh còn lại đây các bác nối luôn vào đây cho em. Đó các bác nối đây cho em nhé. Đó các bác nối vào đây. Đó thì các bác nối vào nó sẽ như này. Đây khi mà các bác sử dụng các bác lắp đặt nó sẽ như này, sẽ gồm có là một chiếc hót rác đi kèm cho bác là một chiếc chổi này. Cái này rất hay thì bình thường là các bác dùng chổi các bác quét rồi, hót rác là các bác dùng thì các bác hót rác rồi. Đấy thì các bác dùng những cái phương án cơ bản như thế và ví dụ mình có dính tóc các thứ vào đây, các bác cho các bác tuốt. Đấy cho các bác tuốt xem. Đấy và ví dụ dính bẩn thì các bác cho các bác tuốt thì nó sẽ bẩn thứ nào nó sẽ rơi xuống nhá. Nó sẽ rơi xuống. Đấy rơi vào trong cái gầu hết luôn. Và lúc nào mà xài xong thì các bác cho vào đây. Đấy cho đây các bác ghép vào lại xem. Các bác cho về nha, các bác ghép lại vào này. Đấy thì nó sẽ thành một bộ nha. Đó, thấy không? Ghép vào. Rồi các bác cứ cầm này, các bác xách mang đi mang lại rất tiện dụng luôn này. Đấy, các bác xách mang đi khắp nhà luôn. Các bác để ở đấy được. Và các bác nếu mà nhiều khi là các bác cần thì đây, có thể là các bác dùng chân hoặc các bác dùng tay các bác gạt này cho. Đấy, nó rất là gọn nha. Đây, thì gạt lên nó rất là gọn luôn. Đó, rất tiện dụng luôn nha. Đây. Đó thì nó sẽ thành một bộ này. Các bác để nó đứng lên nha. Đấy, ví dụ để vào những cái phần khe cửa thứ giờ rất tiện dụng, lúc nào dùng các bác cầm các bác xách tất này đi, đỡ phải đi tìm nhá. Nhiều khi lúc các bác dọn xong, mình dọn xong rồi chổi thì đang cầm tay để quét rồi, đến lúc dọn xong lại không thấy hót rác đâu, rất là bực mình. Đấy thì cái này thì nó sẽ đi kèm là lúc nào cái chổi này với cái hót rác này là lúc nào là nó cũng sẽ đi kèm với nhau luôn, nên là ví dụ như là mỗi lần các bác dọn xong là các bác cứ lấy này các bác quét xong. À, mình muốn quét dọn là các bác lấy cái bộ này các bác quét xong đấy là nó sẽ đi liền với nhau luôn, vừa chổi hót rác nó sẽ đi kèm với nhau luôn, rất tiện dụng nhá. Thì một cái bộ này hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 160.000 bộ đấy, và khi nào mà dùng xong thì mình có thể gặp lên nhà đấy, gặp nhà thành một bộ rất ngon lành luôn. Đấy nó liên kết với nhau rất hay. Đó là 160.000 bộ này nhá, 160.000 một bộ chổi kèm với hót rác đó. Các bác mua một bộ mà được hai luôn. Đấy, mua một bộ được hai luôn, vừa có cả chổi vừa có hót rác luôn, chỉ có 160.000 thôi. Tiếp theo thì hiện tại em đang gửi bác đó là cái mã đá mài này, đá mài dao nhá, hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Hiện tại em đang có hai mã đá, là một mã là đi 5.000 10.000 nhá. 5.000 10.000 và một mã đá là 8.000 3.000. Đấy thì cái này thì thông số của nó càng cao thì cái phần độ mịn này nó càng cao nhá. Đấy thì các bác tùy nhu cầu. Đấy các bác muốn độ mịn nó thấp thì các bác mua cho em cái mã 3.000 8.000 này. Còn các bác muốn mà cái độ mịn nó cao thì các bác mua cho em cái mã là 5.000 10.000 nhá. Đấy toàn bộ hàng thì của Made in Japan, thương hiệu là Katashiwa nhá, Katashiwa. Đấy. Con này thì sẽ có hai mặt nhá, hai mặt thì các bác ví dụ một mặt là các bác mài dùng để mài phá và một mặt là các bác dùng để mài sắc, mài lấy lưỡi nhá. Thì các bác dùng hai mặt được cho em. Và đi kèm thì sẽ có cho bác là một cái giòn cao su.
một cái giòn cao su nha. Đấy các bác cho vào cái phần đáy của nó này. Đấy, và các bác để ví dụ để trên phần mặt kính, mặt đá hoa vô tư cho em thoải mái luôn. Không là lo nó bị trơn trượt nhá. Cái phần mặt cái phần giòn cao su này nó bám dính rất tốt luôn, cái độ bám dính rất là cao. Đấy các bác để phần mặt kính, mặt đá hoa không lo nó trơn trượt nhá. Các cụ bảo là đòn sắc không mà chắc kê. Đấy các bác làm gì làm mình cứ phải chắc chắn trước đã, sau đó các bác làm công việc các thứ nó suôn sẻ được. Mài con dao thứ là các bác mài nó không bị xô dịch đá, mài nó mới mượt, nó mới ngon được, nó mới sắc được nhá. Đó. Bên em sẽ chia thành hai loại nhá. Cái mã đá là mã đá 5.000 10.000 này thì sẽ là mã đá A nhá. Đá A. Đấy đá A này. Đá A thì tại vì em đang gửi bác giá sẽ là đi 90.000 nhá. 90k một viên này thôi, chỉ có 90.000. Mã đá mài A. 90.000 một viên. Còn nếu mà các bác muốn mua cái con 3.000 8.000 nha. 3.000 8.000 thì sẽ mã đá sẽ là đá B nhá. Đá B. Mã đá B này thì tại vì em đang có giá là đi 80.000. Đấy nó chênh nhau 10.000 một viên. Mã đá B là 80.000 nhá, 80.000 3.000 có nhá. Độ mịn sẽ là 80.000 3.000. Đá B sẽ là 80.000 một viên. Còn mã đá A thì sẽ là 90.000 một viên nhá, 90.000 một viên. Thì toàn bộ thì sẽ có đều tặng kèm thêm bác là cái giòn cao su như này. Đấy cái giòn để cao su để các bác kê nó không bị trơn trượt nhá. Em báo giá lần nữa này. Đá A thì đang có giá là 90.000 và đá B đang có giá là 80.000 nhá. Đấy đá A thì là 5.000 10.000, đá B là 3.000 8.000 nhá. Hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Tiếp theo thì cũng là một cái món đồ nhà bếp này. Đấy em còn mấy cái chảo này em cũng lên thanh lý xả kho bán này bác luôn. Dòng chảo cực kỳ đẹp luôn. Đấy chảo rất đẹp và chất lượng nhá. Toàn bộ thì đều phủ một cái lớp chống dính. Con này thì đường kính nó nhỏ một chút thôi. Đường kính của nó rơi vào là đi nó rơi vào là 18cm nhá, 18cm. Đấy 18cm. Chảo này hôm nay em cũng xả kho, em còn ít em xả kho, còn mấy cái em xả kho nốt luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con chảo 18cm nhá. Chảo 18cm này. Chảo 18cm này thì bữa trước đang bán cho bác là 60.000. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. 30.000 một cái nhá. 30.000 một cái chảo 18cm này, chỉ có 30.000 thôi. Giá nó quá bình dân luôn. Các bác mua đâu một con chảo này. Hàng này bên em hàng ôm lô, hàng thanh lý nên cái giá nó tốt rồi thôi. Đấy. Có phần tay cầm đầy đủ luôn. Bên trong bên ngoài đều tráng một lớp chống dính nhá, chống trượt trượt. Các bác mua về ví dụ như là mình có dán quả trứng rồi là nấu những cái món nhỏ nhỏ vào đây cũng rất là tiện dụng luôn. Đấy, khá là sâu nhá, khá là sâu. Để về các bác dán nấu cho thoải mái luôn. Đang giảm giá xả kho có 30.000 thôi. Lên mã duy em sẽ là cái chảo đường kính là 18cm nhá. Đấy, chảo đường kính là 18cm với giá sẽ là 30k một cái chảo nha, 30k một cái. Sau đó tí sau thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái mã đó là cái kệ hai dâu. Lên mã nha, em sẽ là cái kệ hai dâu. Cái này thì giá bình dân thôi, chỉ có 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái. Đấy mua bác mua này bên em mua vừa tặng được cái sản phẩm ấy. Giá rất là hạt rẻ rồi. Lên mã em sẽ là cái kệ hai dâu nhá. Đấy kệ hai dâu. Về các bác dùng để đựng điện thoại, đựng điều khiển tivi rất tiện dụng luôn. 10k một cái nhá, 10k một cái thì đây. Cái này về rất là dễ xài. Đó. Đây em bóc cho bác một cái này. Đấy, về các bác rất là dễ xài luôn nhá. Về các bác ví dụ giá chốt nào vị trí các bác muốn sử dụng các bác lấy theo cái miếng ra này. Dán vào đây. Con này có cái băng dính cái mặt, các bác dán lên tường. Đấy thì cái khe này các bác dùng để mình để điện thoại ở đây này. Đấy, để điện thoại ở đây. Rồi ví dụ cái phần móc này, ví dụ các bác có chìa khóa đồ các bác móc các bác đeo vào rất tiện dụng luôn. Đấy ngoài ra nếu các bác không thích dán thì mình có thể là ghim cái đinh vào đây nhá. Đấy trong hai cái lỗ đinh như này. Đấy để các bác ghim đinh vào. Đấy ghim đinh sẽ chắc chắn hơn. Ở đây. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy khi mà các bác dán lên nhá. Đấy ví dụ mình có thể dùng để sạc điện thoại này cũng rất là tiện dụng này. Rồi các bác đeo móc chìa khóa các thứ này cũng rất là hay luôn. Đấy để phần đầu giường cửa lối ra vào, đấy những cái chỗ vị trí đắc địa. Đấy mình đôi khi là mình bất tiện mình không có cái đồ để, đấy các bác lấy cái này các bác cho vào cũng rất hay. Đó tiện dụng cực kỳ luôn nhá, rất hay nhá. Đó 10.000 một cái nhá, 10k, 10k, 10k một cái kệ hai dâu nhá. Đấy 10k một cái. Về các bác để vào là xài là ok luôn. Đấy móc chìa khóa để điện thoại đây. Ở đây có phần khe này, các bác để điện thoại đây là các bác vẫn có thể là cắm được sạc thôi nhá, cắm được sạc luôn. Lên mã em sẽ là cái kệ hai dâu, đang ở bác là 10k một cái kệ hai dâu nhỉ nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ vòi xịt vệ sinh. Đấy bộ vòi xịt vệ sinh inox 304. Bộ này thì về các bác xài thì quá ok rồi. Đấy. Cái này thì em bán khá là nhiều. Đấy, các bác mua về thay những con vòi nhựa, vòi truyền thống rồi đi. Đấy, con này thì dùng cực kỳ thích luôn. Đây một cái bộ vòi xịt vệ sinh sẽ gồm có kèm bác là một cái sợi dây đi kèm này. Dây này thì dây chống gập chống rối nhá. Đấy, dây cũng là dây inox luôn. Tiếp theo là một cái tay xịt này. Đấy, tay xịt inox 304 nhá, Su 304. Đấy. Hàng này thì hàng của thương hiệu Osaka Japan. Đấy, Osaka Japan. Cái phần bóp này nó rất là nhẹ. Đấy, bóp rất là nhẹ, bóp rất là thích luôn. Cái lượng nước ra phụt nó ra rất đều, rất là mạnh nhá.
Và bên trong này thì sẽ gồm có các bác là một cái giá đỡ đi kèm luôn này. Đấy, về các bác gắn vào tường và có đi kèm thêm cho bác là cả ốc vít luôn. Rất chu đáo và cẩn thận nhá. Có đi kèm bác là cả ốc vít thì về các bác kết nối lắp vào nguồn nước, lắp treo cái giá đỡ lên và các bác cài ngay lên. Lúc nào dùng thì các bác dùng xong là các bác cài lên, rất là gọn gàng, ok nhá. Đấy, full combo một cái bộ này. Một cái bộ vòi xịt inox 304 nhá, từ inox, từ ốc cho đến đầy đủ dây vòi thứ, toàn bộ bằng inox luôn nhá, nên các bác dùng rất là bền. Đấy, đặc biệt là các bác dùng trong môi trường nhà vệ sinh, nhà tắm thứ ra nó rất là ướt át, ở mướt thì các bác dùng cho em inox này rất là bền. Đấy. À, 100.000 bộ nhá, 100.000 bộ thôi. Đợt này cũng đang được giảm giá xả kho đấy. Lên mã anh em sẽ cái bộ vòi xịt vệ sinh. Đang gửi bác là một một bộ này là 100k nhá. Một bộ là 100k là chọn bộ luôn. Là về là các bác chỉ việc là lắp vào các bác xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả nhá. Vì ở đây nó có cả kèm cả ốc vít rồi. Đấy, kèm cả ốc vít rồi, là kèm cả là dây dẫn xịt, giá đỡ tay xịt các thứ đầy đủ luôn, là 100 chọn bộ, như một bộ này là 100.000. Hàng của Osaka Japan. Đấy, Osaka Japan. Chọn bộ là 100.000 một bộ nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái bộ vòi xịt 100k một bộ nhá. Đó, giá rất hạt rẻ bình dân. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dòng chiếu điều hòa này. Rất nhiều bác hỏi cái mã chiếu điều hòa này thì bữa trước đang bán thì hết hàng ạ. Đấy, đi đây. Vì bữa trước đang bán nó là vào mùa đông ạ, nên đâm ra nó bị hết hàng. Thì đây đợt này nó về thêm cho bác nhá. Đấy, dòng chiếu điều hòa, đấy, chiếu mây nhá, dạng sợi mây nằm cực kỳ mát luôn. Đấy, nằm rất là mát nhá và rất là sạch sẽ các bạn. Nằm rất là mát và rất là sạch sẽ nhá. Đó đây. Toàn bộ đàn và sợi mây rất là tỉ mỉ này. Có phần bo khâu viền ngon lành luôn nhá. Đấy, bo khâu viền để không bị xòe ra. Đấy. Đây có cả cái mặt dưới hoa lá cành các thứ này. Rồi là cái phần góc này nó có những cái sợi chun này để về các bác cạp vào cái phần góc giường rồi những cái phần chỗ đệm một thứ là nó không bị xô dịch cái chiếu nhá, xô dịch cái chiếu. Đó. Đợt này thì giá nó bình dân thôi. Đấy, hiện tại bên em đã có hai mã thôi nhá, hai mã chiếu điều hòa. Thì một mã là 1m6 và một mã là 1m8 và hiện tại em đang gửi bác giá thì cũng rất là bình dân luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái chiếu điều hòa. Đấy, chiếu điều hòa, chiếu mây nhá, chiếu điều hòa, chiếu sợi mây nằm siêu mát luôn, và đặc biệt bắt đầu đang vào mùa nóng rồi. Đấy, các bác mua về thay những cái chiếu cũ đi. Đấy, nằm bắt đầu đang vào mùa nóng rồi, các bác nằm cho nó mát lưng, dễ ngủ nhá. Đó, chiếu điều hòa kích cỡ sẽ có là 1m6 x 2 nhá và 1m8 x 2. Và tại vì em đang bán đồng giá luôn, giá rất tốt và dễ mua, 160.000 cho một chiếc chiếu điều hòa nhá. Đấy, chỉ có 160.000 thôi, giá cực kỳ là bình dân luôn nhá. 160.000 một chiếc chiếu điều hòa, kích cỡ sẽ là 1m6 x 2 và 1m8 x 2. Đấy, thì về các bác xem cái giường nhà mình xem kích cỡ nó bao nhiêu thì các bác cứ báo cho em nhá. Đấy, xem giường bao nhiêu kích cỡ nhé bác, bao nhiêu thì cứ báo nhé. Đấy, lấy mã nào, lấy chiều dài như thế nào thì cứ báo nhé em, thì em sẽ nhặt cho bác mã đấy nhá. 1m6 và 1m8 bán đồng giá là 160.000 một chiếc chiếu điều hòa, chiếu mây nằm mát, nằm mát mà nằm cực kỳ thích mà nằm nó bền. Cái này nhà em xài khoảng tầm 4-5 năm nay nằm rất bền luôn nhá, nằm rất bền luôn, nằm bền lắm, nó không bị xô chiếu. Những cái dòng chiếu cói là các bác nằm nó hay bị xô, rồi là nằm nó cảm giác nó đau người vì nó hay bị lằn. Như con này này, cái dòng chiếu này nó rất là phẳng, đấy, nó rất là phẳng mà nằm rất là mát, nằm rất là êm nhá, nằm thích lắm, nói chung nằm thích cực kỳ luôn. Đó, 1m6 x 2 m8 x 2, bán đồng giá là 160.000 một cái nhá, 160.000 một cái chiếu điều hòa. Đấy, thì đã có chiếu rồi thì sẽ có luôn cho bác cả gối luôn nhá, có cả gối luôn. Thì em hiện tại đang phân phối cái dòng gối công thế học này, gối nằm cực kỳ êm luôn. Đấy, dòng gối công thế học nhá, thiết kế dạng thùng công thế học, nằm rất êm. Đấy, đặc biệt cho bác nào mà hiện tại đang ngủ ngáy này, ngủ ngáy to này, rồi là bác đang đau cổ vai gáy, đau đốt sống cổ, thì các bác mua cho em cái dòng gối này về. Đấy, nó thiết kế là dạng là lõm ở giữa này. Đấy, thì khi mà các bác nằm thì cái phần gáy của bác nó sẽ không bị bập bềnh, nó sẽ khớp với lại cái phần khu vực phần đầu này. Đấy, rồi là phần ấy nó sẽ lõm xuống để nó theo cái dạng gối sẽ là kiểu dạng công thế học nhé, nó không bị ảnh hưởng cho đốt sống cổ này. Đấy, rồi là các bác ngủ không ngon, ngủ không sâu giấc thì các bác mua cho em con này về, nằm cực kỳ, gối cực kỳ êm luôn và rất là sướng. Đấy, nó thiết kế dạng lõm ở giữa nhá, thì các bác nằm rất là thích luôn. Nó nằm rất thích, mà cái gối này nó rất là to này, các bác có thể lăn bên trái, lăn bên phải nhưng mà không bao giờ hết gối luôn. Cái chiều dài gối nó rơi vào khoảng tầm hơn 60cm cơ, rất to luôn. Thực tế khi các bác nằm hai người một gối thoải mái luôn, nhưng mà theo khuyến cáo nhà xuất thì các bác nên sử dụng là mỗi người một gối nhá. Đấy, để nằm cho nó phát huy hết cái tác dụng công dụng của cái sản phẩm này. Đó, đó là cái chất gối công thế học nhá, chất gối công thế học. Đó, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là
gối công thế học nhá. Đấy, gối công thế học này, gối công thế học này thì hiện tại em đang sẽ có giá là 120.000 nhá, 120k cho một chiếc gối công thế học này, nằm rất thích luôn. Đấy, nằm rất êm, rất thích. Các bác nhìn cái độ nhún của nó này. Các bác cứ ấn cho em thoải mái. Đấy, nó về bình thường luôn, ấn thoải mái là về bình thường. Cái phần bông của nó bên trong rất là hay. Đấy, nó đàn hồi rất tốt luôn nhá, đàn hồi rất tốt, các bác cứ gối thoải mái mà nó vẫn trở về trạng thái ban đầu luôn, nó không bị lõm gối nhà đâu. Đấy, nằm rất là hay. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Vì chiếc gối công thái học này mà ngày hôm qua ngay trong phiên live Phạm Thoại đã ngủ quên lối về luôn. Mọi người nhìn nhá, với thiết kế lượn sóng công thái học, độ cao vừa phải, chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Với thiết kế như này, gối sẽ giúp chúng ta tránh đau mỏi vai gáy, tạo tư thế ngủ thoải mái hơn. Mà giá chỉ hơn 100.000 đồng, mọi người nhấp vào link bên dưới đây nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, tạo tư thế ngủ thoải mái này. Đấy, rồi là giúp các bác không bị đau cổ vai gáy này. Đấy, rồi là các bác ngủ ngon, ngủ sâu giấc hơn. Gối này thì hiện tại em đang có giá là 120.000 nhá, 120k một chiếc này. Rồi mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là sản phẩm về ghế inox nhá. Đấy, nhiều bác hỏi quá cái mã này luôn. Đấy, thì đây tiếp tục hàng lại về này, dòng ghế inox nhá, nó là dòng ghế thấp ạ, dòng ghế thấp. Cái này thì ngồi cực kỳ thích luôn ạ, cái phần đàn ghế nó rất là to. Các bác ngồi bình thường là các bác mua những cái ghế ở ngoài chợ nó rất là nhỏ, nhưng con này cái phần bản ghế rất là to. Đây em đo cho bác này, cái đường kính bản ghế này của nó rơi vào là 25 này. Đấy, 25, 26 luôn, rất to nhá, rất to. Đó, con này thì sẽ là 4 chân, toàn bộ thiết kế bằng inox nhá, thì các bác xài rất là bền. Đấy, không lo gì sét này. Rồi, ví dụ như các bác sử dụng trong cái điều kiện nó là thời tiết các thứ này, môi trường nó ẩm ướt mà không lo nó bị gì bị hỏng nhá. Đấy, đây thiết kế dạng 4 chân này. Đấy, có phần hàn hàn sống ở giữa này, nên khi bác ngồi nó cái độ chịu lực nó rất là đều. Đấy, mà không lo nó bị vẹo vào nhà nó coi nhá. Đấy, có đây phần trên này của nó này. Đấy, có thiết kế dạng lô này. Đấy, các bác ngồi nó không bị elite nhá, không bị nó không bị nóng, không bị nóng. Đấy, đây bò góc chân đầy đủ hết luôn. Cái này thì giá bình dân thôi, chỉ có 50.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là ghế inox nhá, ghế inox nhá, ghế inox dạng chân thấp nhá. Đấy, 50.000 một cái ghế inox nhá, 50.000 đây em. Đo cho bác về phần chiều cao này. Con này thì chiều cao của nó rơi vào là khoảng tầm 13,5 cm. Đấy, 13,5 cm. Đấy, nó cũng chiều cao nó vừa vừa. Nói chung về các bác ngồi ở nhà gia đình nhà mình này, ngồi ăn cơm ăn nước này, rồi là các bác ngồi nhặt rau, nhặt cỏ, làm bếp giáp các thứ này. Đấy, ngồi giặt quần áo này. Đấy, nói chung là sử dụng sinh hoạt gia đình nhà mình rất ok. Đây để em quay bác luôn này. Bình thường là các bác hay mua những ghế nhựa nhá. Đấy, các bác nhìn này, một thời gian ngồi thứ nhất là nó sẽ bị lõm. Đấy, có nhìn đó, nó lõm hẳn xuống này, mà thứ hai là một ngồi ra lâu là sẽ bị nứt vỡ hết này. Đấy là các bác bỏ luôn. Mà đây là dòng Việt Nhật luôn nhá, dòng Việt Nhật mà nhiều khi là xài nó không được bền đâu. Đấy, nói chung là không thể bằng các cụ rồi, không phải là bằng nồi đồng cua đá được. Đấy, cái này là bằng đá bằng kim loại nên nó rất là bền luôn. Đấy, rất là bền luôn đó. Mà giá nó bình dân nó chỉ có 50.000 thôi. Đấy, 50.000 lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm cái ghế dạng ghế thấp inox nhá. Đấy, 50.000 cho một cái chiếc ghế inox ghế thấp nha. Em còn có cái loại thì siêu sáng luôn, có cái loại siêu sáng mà rất là sáng luôn, mà cái này thì bên em cũng vẫn đang có bán, thì đó là cái dòng đèn 8 cánh nhá, đèn 8 cánh. Đèn 8 cánh hiện tại đang có giá sẽ là 190.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là đèn 8 cánh, đèn 8 cánh. Con này thì là 190.000, con này thì công suất của nó thì vào là 200W cơ. Đấy, 200W nên là rất là sáng luôn. Cái này phù hợp cho các bác dạng nhà xưởng này. Đấy, rồi là các bác hay làm ví dụ như là nhà có công việc sửa xe, sửa cộ này, rồi là ví dụ như là mình hay làm nghề làm nghiệp các thứ, cần một cái ánh sáng nó ánh sáng rộng mà ánh sáng nó chi tiết. Đấy, thì các bác mua trong quả này về. Quả này thì cực kỳ sáng luôn, 200W cơ mà các bác ơi, 200W cơ. Con này thì cũng là đuôi xoáy luôn, sử dụng điện cho em là điện 220 nhá. Và công suất của nó sẽ là 200W. Đấy. Và cái ánh sáng mà các bác đang coi ở trên video thì em cũng đang dùng cái con đèn này để em chiếu, em quay cho bác cũng dùng cái ánh sáng luôn đây. Toàn bộ là cái dàn em đây này. Đấy, toàn bộ đang đây này. Con này đang đây đang dùng đây. Con này nó rơi mấy lần nhưng mà vẫn còn rất là bền nhá, cực kỳ bền luôn. Đấy, dã man lên một cái dàn em này. Toàn bộ là đang dùng cái con đèn này hết các bác nhá. Đang dùng con đèn 8 cánh này. Đấy, đang dùng con đèn 8 cánh này. Nên là có yên tâm là ánh sáng nó rất là sáng luôn. Đấy, nó rất là sáng. Thoải mái các bác xài luôn, nếu mà dùng cái con 8 cánh thì siêu sáng luôn. Đấy. Thì các bác cứ tham khảo nhá. Đấy, tham khảo mã nào thì lấy mã cứ báo nha. Đấy. 8 cánh công suất 200W nhá. Giá của nó sẽ là vào 190.000 một quả nhá, 190.000 một quả, cũng dòng là dòng LED
dòng chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện nhá. Đấy. 200.000 cho một 190.000 cho một quả đèn 8 cánh nha, 200W này. Đó, ngoài ra thì sẽ có đuôi đèn đi kèm. Nếu mà các bác muốn mua thêm thì đây. Hiện tại em đang có những cái dạng đuôi vụ như là đuôi cảm biến, đuôi lò xo. Đuôi cảm biến, đuôi lò xo đây, cái này thì em quay nhiều rồi. Đấy, đuôi cảm biến này thì về các bác lắp đặt rất là dễ. Đấy, lắp ở cổng cửa ra vào này, đường đi lối lại, cầu thang thứ này. Con này nó có chế độ cảm biến khi mà người hoặc là có chuyển động qua cái mắt cảm biến này tự động đèn nó sáng lên, còn không là tự động đèn nó sẽ tắt đi nhá. Vừa tiết kiệm điện này, hoặc là các bác lắp ở đầu cổng các thứ này. Đấy, mình làm cái đèn chống trộm cũng rất là hay. Rồi là mình lắp ở đường đi lối lại này, không cần phải bật công tắc nhá. Các bác chỉ việc đi gần đến cái cảm biến này là tự động là đèn nó sẽ sáng lên. Và khi mà không có chuyển động thì đèn nó tự động nó sẽ tắt đi nhá. Cái này nó là cái đuôi đèn cảm biến. Đuôi đèn cảm biến thì hiện tại mình em đang gửi bác giá rất là mềm luôn. Chỉ có là đi 50.000 thôi, 50k nhá. Lên mã cho em sẽ là cái đuôi đèn cảm biến. Đó, giá đang gửi bác là 50k một cái đuôi đèn cảm biến nha. Ngoài ra thì bên em có cái mã đó là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, cái đuôi lò xo này thì em vừa cắm test cho bác coi kết quả đèn vừa nãy rồi. Đấy, cái này thì rất là dễ. Về các bác kết nối với lại bóng nha. Đấy, xoáy vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn. Đó, sẽ sáng lên. Thì ở đây nó sẽ tích hợp một cái công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác tắt đi, không dùng dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi nhá. Đấy, dùng thì bật lên, không dùng tắt đi, có thế thôi. Rất ok vì ở đây nó có tích hợp công tắc này. Ở đây nó có cái phần lò xo, các bác có thể bẻ các hướng các kiểu này. Đấy, bẻ các hướng các kiểu luôn, rất là hay. Đó, nó có cái phần lò xo thì em hay gọi cái này là nó là cái đuôi đèn lò xo nhá các nhá. Đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 30k một cái nhá. 30k một cái, nó có thể bẻ các hướng các kiểu, rồi là có phần công tắc ở đây rất tiện dụng luôn. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 là sai. Cái con này thì nó thực ra các bác dùng làm một cái đuôi đèn để các bác di chuyển di động mang đi mọi chỗ mọi nơi rất là tiện luôn nhá. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi đèn lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo này, đuôi đèn lò xo này nó có giá là 30.000 thôi, 30k một cái đuôi lò xo này, giá rất bình dân, hàng rẻ luôn. Tiếp theo thì năm nay là năm con rồng. Đó thì em về một số cái mã hàng liên quan đến cái con rồng này. Đó thì đây, lần này về một ít cái mã hàng đó là cái móc khóa hình con rồng nhá, cái móc khóa hình con rồng để về các bác móc vào chìa khóa này, móc vào đồ các thứ nhà mình rất là hay luôn. Đấy, biểu tượng hình con rồng này cho một năm gọi là rực rỡ như rồng luôn nhá. Đấy, bay hướng đang hướng bay lên trời này, cực kỳ ok luôn. Đấy, con này sẽ có móc miếc các thứ này, rồi là móc khuy, móc đeo đồ, đeo chìa khóa này rất đẹp luôn nhá, rồng mạ vàng cực kỳ đẹp luôn. Đó, cái móc khóa rồng này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 25.000 một cái nhá, 25.000 cho một cái móc khóa rồng nha, chỉ có 25.000 thôi. Đấy, mua về, các bác mua về làm quà biếu tặng, mua về sưu tầm, mua về mình để mình dùng cũng ok luôn nhá. Đấy, móc khóa rồng 25k nhá, rất đẹp luôn. Đó đây, mạ vàng cực kỳ ok luôn này. Đấy, có phần móc đồ, móc đeo chiều các thứ, đeo chìa khóa thứ, móc vào đồ các thứ là ok luôn. 25.000 một cái nhá, 25.000 một cái móc khóa rồng nha các bác nhá, 25.000 một cái. Đấy là cái móc khóa hình con rồng cho biểu tượng năm nay. Rồi tiếp theo thì đây, đợt này có về thêm cho bác đó là cái mẫu này rất là mới này, đó là cái miếng dán con mèo vàng. Đấy, miếng dán con mèo vàng, cái miếng dán này thì đem lại tài lộc này, đấy, cho gia chủ này, rất là ok luôn nhá. Thì cái miếng dán mèo vàng thần tài này thì giá sẽ là 5k một miếng nhá, 5k một miếng. Đấy, đi về các bác lấy ra, sau đó các bác bóc cho em. Đấy, bóc ra cho em. Các bác bóc ra, sau đó là các bác dán trực tiếp, ví dụ như là dán vào đồ. Đấy, hoặc là các bác dán vào điện thoại này. Đấy, bóc cái mặt này ra. Đấy, ở đây nó có một lớp giấy bóng này. Đấy, các bác bóc ra này. Đấy, dán trực tiếp vào. Ví dụ như đây thì em đang dán với cái con điện thoại em này. Đấy, cái điện thoại em đang xài này. Đấy, dán trực tiếp với cái điện thoại này các bác xài nhá. Đấy, con này thì giúp gia chủ ăn nên làm ra này. Đấy, rồi là tiền vào như nước này. Đấy, rất ok luôn nhá. Đấy là cái con mèo vàng thần tài nhá, con mèo vàng thần tài. Đấy, về các bác dán vào. Cái này thì chỉ có 5.000 thôi các nhá. 5.000 một cái con 5.000 một cái con mèo vàng thần tài này. Các bác mua về cũng có thể là làm quà biếu tặng cũng ok luôn. Đấy, tặng bạn bè người thân trong cái dịp đầu năm mới này. Rồi là mình mua về mình xài, mình sử dụng, mình dán vào điện thoại. Đấy, vừa đẹp điện thoại này, rồi vừa mang lại may mắn, rồi là sung túc giàu sang cho chủ nhân của cái con mèo này các nhá. Đấy, rất ok luôn. Mèo vàng thần tài nhá, cái miếng dán mèo vàng thần tài. Đó thì ở đây, dán trực tiếp vào điện thoại hoặc là các bác dán vào đồ đạc nhà mình ok. Đó, 5k một một miếng nhá, 5k một miếng mèo dán thần tài này. Đấy, 5k một miếng nhá các bác nhá. 5k một miếng, rất giá rất bình dân luôn. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng, đó là cái khay chữ nhật này. Khay chữ nhật thì hiện tại em đã có hai mã, là một mã khay to và một mã khay nhỏ nhá. Khay chữ nhật,
khay chữ nhật. Đấy, để em lấy cho. Đó, đây. Hiện tại đang có hai mã nhá, là một mã khay to và một mã khay nhỏ. Su 304 nhá, lấy Su 304 inox luôn. Đó. Cái khay này là khay to này, khay này là khay nhỏ này. Khay to này thì cái chiều dài của nó là rơi vào là 25 này. Cái khay nhỏ là chiều dài của nó rơi vào là khoảng tầm 12 13 này. Đó, 12 13. Và toàn bộ cái dòng khay này thì nó đều có nắp đậy hết luôn nhá. Đấy, toàn bộ đều có nắp đậy luôn. Về các bác ví dụ mua về, các bác sử dụng đựng đồ này. Đấy, đựng đồ, đựng thức ăn vào đây, bảo quản đồ thức ăn. Ví dụ là các bác mang đi công trình công trường. Đấy, mình làm mình đựng đồ đạc, đựng đồ ăn các thứ đây rất sạch sẽ luôn nhá. Đấy, ví dụ các bác có đồ ăn mà ví dụ các bác muốn bảo quản, các bác cho vào đây. Lấy cái nắp các bác đậy cho em vào, cho vào trong tủ lạnh rất ok luôn. Và cái con này nó có nắp thì các bác có thể ví dụ để chồng lên nhau luôn. Đó. Thì em báo giá luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này là cái khay chữ nhật này. Khay chữ nhật. Khay chữ nhật này hiện tại em đang gửi bác giá rất tốt. Khay khay chữ nhật nhá, khay chữ nhật. Khay chữ nhật thì sẽ có là khay to. Khay to thì hiện tại em đang bán giá là 40.000 nhá. Và khay nhỏ nhá. Khay nhỏ thì đang sẽ có giá là 20.000. Và toàn bộ khay này nó đều có nắp đậy luôn nhá. Khay to là 40, khay nhỏ là 20 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khay chữ nhật nhá. Khay chữ nhật. Đấy. Đấy, nó hình chữ nhật đó. À, khay to 40, khay nhỏ là 20 nhá. Khay nhỏ là 20. Đó, đi về các bác đựng thức ăn rồi là đựng các thứ vào đây, bảo quản thức ăn bỏ trong tủ lạnh cũng rất là sạch sẽ, ok luôn. Inox 304 nhá. Su 304 này. Đấy, Su 304. Đó. À, nhỏ 20, to 40 nhá. À, cạo dâu bạc, cạo dâu Zandu nhá. Đấy, cạo dâu Zandu hình ông già thì tiếp tục hàng về này. Đấy, cái này thì giá bình dân thôi, 90.000 có một con máy của dâu này, giá quá hạt rẻ luôn, cạo cực kỳ là sắc bén. Đấy, các bác mua về con này thì tiếng nọ em bán rất nhiều, giá nó quá bình dân, nó chỉ có 90.000 một con thôi. Rồi, đấy, bật máy lên, con này nó còn có cả tông đơ luôn này. Đấy, các bác gạt cho em đun lên, con có cả tông đơ. Ví dụ dâu các bác già các bác dùng này, các bác rũi tông qua một lượt đi. Đấy, sau khi mà dâu nó ngắn rồi các bác dùng cái này, các bác cạo rất sạch luôn. Đấy, bật máy lên này, các bác cứ cho đây các bác cạo này. Con này các bác cứ ấn sát vào, sau đó các bác di cho đều tay nhá, ấn sát và di đều tay nhá. Nhiều bác bảo là cạo không đi, đấy là do các bác cách các bác chưa biết dùng thôi. Còn nếu mà các bác dùng thì các bác cứ ấn sát vào, sau đó các bác di cho đều tay, ấn sát và di đều tay nhá. Ấn sát và di đều tay thì nó sẽ ăn vào những cái chân của cái lưỡi này sẽ rất là sạch luôn. Đó, máy thì chạy cực kỳ khỏe, rất êm. Và đây là cái phần chân sạc nó này. Đẩy cho em cái cắm trực tiếp với điện 220 các bác xài. Con này sạc một lần các bác xài chắc phải cả nửa tháng, có khi xài cả tháng luôn. Nó rất là pin, rất là trâu bò nhá. Đấy, hàng mới như hộp như này. Lên mã đi em sẽ là cái con máy cạo râu bạc nhá, hoặc là máy cạo râu JD đều được. Đấy, cạo râu bạc đi. Cạo râu bạc này. Cạo râu bạc giá của nó sẽ là đi 90k một cái nhá, 90k một cái máy cạo râu bạc nha. Nhiều bác hỏi là cái sản phẩm này thì có lưỡi thay thế không, thì em báo luôn là bên em có nhá. Đấy, đợt này thì nó có hàng lưỡi để các bác có thể mua kèm. Đấy, hoặc là bữa trước thì nhiều bác chưa mua được, thì hôm nay xem được cái video này, nếu mà các bác mà có nhu cầu muốn mua thêm lưỡi thì các bác có thể mua thêm. Thì hiện tại em đang bán lẻ một cái bộ lưỡi nha. Đấy, là bao gồm là một cái màng và một cái lưỡi nha, thì bao gồm là một bộ này là hai cái là 20.000 nhá, hai cái là 20.000. Thì các bác cứ lên mã em xem cái bộ lưỡi máy cạo râu bạc nhá, bộ lưỡi của máy cạo râu bạc. Đấy, thì bên em hoặc là máy cạo râu hình ông già nha, hình ông già đang ngậm tẩu hút thuốc này. Đấy, thì một bộ lưỡi thì đang gửi bác là 20.000 một bộ lưỡi thay thế. Còn nếu mà các bác mua nguyên máy, nó có sẵn lưỡi đầy đủ hết rồi, thì một bộ máy này thì là 90.000, còn mua thêm lưỡi thì là 20.000 một bộ nhé, 20.000 một bộ. Đấy là tùy nhu cầu, các bác có thể là mua kèm cả lưỡi và các bác có thể mua nguyên máy đều được nhé. À, nhiều bác hỏi đũa thìa inox bên em có không, thì đây, em cũng còn một ít nữa em cũng xả luôn bác này. Đấy, thì hiện tại bên em đang có đũa và thìa inox nhé, đũa và thìa inox thì đây. Hiện tại đang có là thìa inox một hộp 5 chiếc này, và đũa inox thì cũng là một hộp 5 chiếc luôn. Đũa này thì dòng đũa thìa này thì toàn bộ là của thương hiệu Wailing nhá, của Đức này. Đấy, hình hai thằng người này, Wailing của Đức nhá. Một hộp thìa như này thì sẽ gồm có là năm đôi, à một hộp đũa này sẽ có 5 đôi Su 304. Phần đầu đũa thì sẽ thiết kế theo dạng là chống trơn trượt này. Đấy, các bác gắp cho em thoải mái, gắp thao luôn, không lo bị trơn trượt. Các bác dùng đũa inox thì yên tâm rồi, không lo nấm mốc, không lo cong vênh, rất sạch sẽ và an toàn cho sức khỏe luôn. Đấy, Su 304 nhá, đũa rất đẹp luôn. Cái này thì sẽ là đũa inox nhá, đũa inox. Một hộp này là 5 đôi nhá, một hộp là 5 đôi. Đấy, và giá sẽ là 50.000 thôi, 50.000 một hộp nha. Cũng đang xả nhá. Bữa trước đang bán cho bác là 7-8.000 hộp đấy. Đợt này đang xả cho bác chỉ có 50.000 một hộp thôi. Đấy, và thìa đây. Thìa cũng logo Wailing này, quá ok luôn. Thìa rất là dày nhá. Các bác dùng những cái thìa này thì không biết đến lúc nào mới hỏng luôn.
thì nó dày cực kỳ. Đây này, để em lấy em gõ hai cái bác nghe này. Đấy các bác nghe tiếng nó cục cục này. Đấy, các bác biết thìa nó rất là dày rồi. Đấy thì một hộp thìa như này sẽ gồm có là 5 cái này. Đấy thì sẽ có giá là 5k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là đũa inox này. Đũa inox này. Đũa inox của Đức nhá. Đũa inox của Đức thì một hộp 5 đôi này sẽ có giá là 50k. Và một cái hộp thìa inox 5 cái của Đức nhá. Đấy thì một hộp này thì sẽ có là 5 thìa. Thìa inox này, thìa inox 5 cái, 5 cây sẽ có giá là 50k luôn, bán đồng giá bác là 50.000. Thì các bác lấy mã nào thì cứ báo cho em nhá. Lấy thìa báo cho em, lấy đũa báo cho em. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp thìa inox 5 cái của Đức nhá. Giá đang bán là 50k. Và cái hộp đũa inox 5 cái, 5 đôi nhá, 5 đôi của Đức thì cũng đang bán cho bác giá là 50.000 một hộp nha. Giá rất hạt rẻ bình dân mà hàng rất ok luôn. Cái này bên em bán khá nhiều rồi. Đấy Tết Tết nhất các bác mua về xài. Đũa thì inox nhá, bán đồng giá là 50.000. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây em còn hai cái bộ khay 5 tầng nhá. Đấy em cũng lên mã xả kho luôn này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khay inox 5 tầng nhá, bộ khay inox 5 tầng. Hôm nay em cũng còn có hai bộ em cũng giảm giá luôn. Bộ khay inox này, khay bộ khay 5 tầng các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ khay 5 tầng. Bữa trước đang bán với bác là 90.000. Hôm nay về bác mức giá rẻ giật mình luôn, giá chỉ có 50.000 một bộ thôi. 50k một cái bộ khay 5 tầng nha. 50k một bộ nhá. Sẽ gồm có là 50 khay. Đấy nó xếp chồng tầng nhau thì gọi là khay 5 tầng nhá. Kích thước của nó sẽ là từng khay 1 này, 10 này, 12, 14, 16 và 18 này. Đấy. Tổng thể kích thước nhá. Đấy thì khay này về các bác dùng để đựng đồ này. Mình bảo quản đồ để trong tủ lạnh các thứ này. Đấy, để trong tủ lạnh. Các thứ rất là ok luôn. Rồi là ví dụ các bác có mang đi làm này, rồi là sử dụng ok. Đây. Một cái bộ này sẽ gồm có là 5 cái khay tròn nha. 5 cái khay tròn xe nha. Đấy 5 cái khay tròn xe này. 1 này, 2 này, 3 4 5. Đấy, đây. Đấy, đi về các bác sử dụng nhá. Mình đựng đồ ăn, bảo quản đồ ăn vào đây. Và các bác cho đồ ăn đây các bác để trong tủ lạnh cũng ok. Đấy và đi kèm sẽ có là 5 cái nắp đậy đi kèm nhá. Đấy, mỗi khay là đều có một cái nắp đậy nha các bác nhá. Mỗi khay một cái nắp đậy này rất là kín luôn. Rất ok luôn. Đấy, mỗi khay một cái nắp đậy nha. Đây một khay một cái này. Đấy và còn lại ở đây 4 cái thì về các bác hộp cái nào các bác đeo đấy có thế thôi, nó có từng cỡ, nó chia cỡ hết rồi. Đấy, 5 cái nắp và 5 cái khay. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khay 5 tầng nhá. Đấy bộ khay 5 tầng rất là đẹp luôn. Đấy trên hình các bác đang coi đây. Bộ khay 5 tầng. Đó. Một bộ này đang xả bán này bác luôn. Giá sẽ là 50k một bộ nhá, bộ khay 5 tầng. Bộ khay 5 tầng 50.000 nhá. Kích thước thì cái nhỏ nhất sẽ là 10 cm này. Đường kính á, cái này là đường kính ấy, mà thứ hai là 12 này. Cái bộ thứ 3 là 14 này, thứ 4 là 16 và cái loại to nhất, cái khay to nhất này, cái khay tròn to nhất thì sẽ là 18 nhá. Toàn bộ là 5 cái khay tròn nó chồng tầng nhau. Đấy thì về các bác sử dụng bảo quản đồ ăn các thứ này, sử dụng đựng đồ ăn cũng ok luôn. Bộ khay 5 tầng nhá, 50.000 một bộ thôi. 50.000 một bộ em đang xả kho bán anh luôn ạ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ dao đen. Hôm nay em cũng còn có duy nhất một bộ, cũng lên mã xả kho cái bộ dao đen này luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ dao đen này. Bộ dao đen này thì đây, lấy cho bác coi. Một bộ dao đen sẽ gồm có bác là ba dao này. Đấy, ba cái cây dao của thương hiệu Asaka Japan nhá. Đấy, ba cây dao này. Một cái cây dao kiểu dạng thái bản to này. Đấy, một cái cây dao vừa lọc vừa thái này. Đấy, và một cái con dao nhỏ để về các bác có sử dụng, các bác dùng để các bác gọt hoa quả này. Đấy, gọt hoa quả hàng cực kỳ sắc bén luôn. Các bác mua về gọt hoa quả. Một cái cây, cái này là cái khuôn nhá. Cái khuôn này các bác có thể làm bánh này. Rồi các bác dán trứng tạo khuôn hình trái tim rất là ok luôn. Đấy khuôn hình trái tim rất là đẹp luôn này. Đấy một cái khuôn hình trái tim. Và một cái này rất là hay. Cái này chắc là nhiều bác nhìn nó khá là lạ. Đó là cái dụng cụ để các bác có thể là khui bia. Hoặc là các bác có thể dùng để các bác đánh vẩy cá nhá. Đấy, đánh vẩy cá con này dùng rất là hay luôn. Đấy dùng để các bác đánh vẩy cá rất là hợp lý luôn. Một cái bộ này sẽ gồm có cho bác là đi tổng là 2, 4, 5 món nhá. 5 món thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bộ dao đen nhá. Đấy bộ dao đen em còn có đúng duy nhất một bộ thôi, em cũng lên mã xả các bộ luôn. Bữa trước cái bộ dao đen này thì đang bán là 150.000, hôm nay em còn duy nhất một bộ xả luôn đấy bác, giá chỉ còn có là đi bao nhiêu ạ? Bộ dao đen này giá sẽ chỉ còn là đi 70.000 bộ thôi, lên mã em sẽ là cái bộ dao đen nhá, bộ dao đen của Asaka Japan, đấy chất thép SK5 không gỉ nhá, cực kỳ sắc bén luôn. 70.000 một bộ luôn nhá. 70k bộ này. Đấy bán nhanh xả kho luôn. 70k bộ. Đấy bộ dao đen. Bộ dao đen 70k bộ này giá quá hạt rẻ luôn. 70k các bác sở hữu cho em là ba con dao, một cái khuôn nhá, một cái khuôn này, một cái khuôn để các bác làm bánh và một cái cây để các bác đánh vẩy cá ok luôn.
bộ dao đen nhá, cứ lên mã cho em sẽ là bộ dao đen 70.000 một bộ dao đen đấy nhá, 70k một bộ nha. Còn một cái bộ dao Nhật 6 món này, một cái bộ dao Nhật 6 món của thương hiệu Asaka Japan nhá, em còn có duy nhất một bộ, em cũng lên mã xả kho luôn cái bộ luôn. Đấy, số lượng duy nhất là còn đúng một bộ thôi nhá, đúng một bộ thôi, không có nhiều đâu. Đúng bộ này, bộ dao hàng mới nộp luôn. Đấy, đầu tiên thì sẽ gồm có bác là một cái giá đỡ này, một cái giá đỡ dao nhá, một cái giá đỡ dao. Đấy. Và bên trong này thì sẽ là cái hộp đựng dao này. Đấy, một cái hộp đựng dao rất ok luôn. Đây em bóc cho bác coi. Một cái hộp đựng dao. Đựng dao kéo thứ trong đầy đủ hết nhá. Đó, đầy đủ trong hết luôn. Đây. Bóc cho bác coi. Đấy. Đầu tiên thì sẽ gồm có cho bác là một cái cây kéo này, một cây kéo nhá. Đấy để các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, rau củ quả cực kỳ sắc bén nhá, thấy không? Cắt rất ngọt ngào luôn này. Đấy, cắt ok luôn. Đó, rồi, một cái cây kéo này. Cắt nhà bếp ok này. Tiếp theo thì là đây để giá này em để lên. Đó, một cây kéo này. Tiếp theo là một cái cây liếc mài này, một cây liếc mài nhá. Đấy thì về vị dao các bác nhụt các bác cho đây các bác liếc này. Đó, một cây liếc mài. Cái này em quay lướt quay nhanh thôi. Đó vì số lượng nó còn có một bộ thôi, quay nhanh bác luôn. Tiếp theo là một cái cây dao để chuyên các bác lọc và thái này, cây này chuyên lọc thái nhá, cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, hàng của Asaka Japan, hàng đúc liền thân nhá. Con này chuyên để lọc và thái nhá, chuyên lọc và thái, hàng rất sắc bén luôn. Rồi tiếp theo nữa thì là một cái con dao dạng thái bản to nhé, con này là các bác thái bản to. Đấy, thái hoặc là các bác băm. Đấy, thái hoặc là các bác băm nhẹ hoặc các bác thái bản to thì các bác dùng con này cho. Đấy, rất ok, dao cực kỳ sắc bén nhá, các bác dùng gia đình nó quá ok cái bộ này rồi đó. Rồi tiếp theo thì là một cái con dao gọi là vừa chặt vừa thái nhá, con này vừa chặt vừa thái này. Đấy, vừa chặt vừa thái ok luôn. Đấy, khá là dày nhá, vừa chặt vừa thái Asaka Japan, cực kỳ đẹp luôn, bộ này rất là đẹp luôn. Đấy, bộ này thì sẽ gồm có bác tổng là đây, trên tay em đang cầm đây, sẽ gồm có bác tổng là 6 món nhá. Thì em sẽ tính với bác luôn này, đầu tiên sẽ là một cái giá đỡ này. Đấy. Và có cho bác là tổng là 3 con dao thì sẽ là 4 món này, một cái cây kéo là 5 và một cái cây liếc mài là 6, thì tổng một bộ nhà này. Đây, đấy, đây. Tổng một bộ nhà là 6 món nhá, tổng một bộ nhà là 6 món. Là bao gồm là 3 dao, một kéo, một liếc mài và một giá đỡ nhà. Tổng một bộ này là 6 món và hôm nay em sẽ xả kho cái bộ luôn. Em còn có duy nhất một bộ dao 6 món không nhá. Còn duy nhất một bộ nhá. Các bác nào nhanh tay thì được luôn này, chậm tay thì hết này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ dao 6 món nhá. Đấy, bộ dao 6 món. Bữa trước cái mã này bên em đang bán là bộ dao 6 món. Bữa trước đang bán là 250k. Hôm nay em về cho bác một cái mức giá rất dễ mua luôn, xả kho bán lỗ vốn tri ân bác luôn. 130.000. 130k một cái bộ dao 6 món này, chứ 130.000 thôi. Đấy, 130k. Sở hữu cho em là 6 món luôn. Đấy, 6 món luôn. Đây em quay lại bác coi nhá. À, một giá đỡ này, à, 3 con dao này, một cái cây liếc mài và một cái cây kéo này, tổng là 6 món như này. Giá chỉ có 130.000 thôi. Giá xả sập sàn luôn. Đấy, thanh lý duy nhất còn có một bộ nhá. Rồi, qua cái mã hàng tiếp theo này. Ở đây tiếp theo ở đây em còn một ít cái này là cái túi bọc thức ăn nhá, túi bọc thức ăn, túi bọc nhà bếp này. Đấy, ví dụ như là bát đũa thứ nhà mình các bác muốn những cái món nấu ăn nhà mình ấy, khi mà các bác nấu xong đấy, các bác muốn kiếm một cái gì các bác bọc vào, ví dụ là các bác ở nhà là hay mua những cái màng co ấy, các bác bọc vào thì nó rất là mất công, nhưng mà con này rất là tiện nhá. Thì các bác mua cho em một cái túi này về, một cái túi này sẽ gồm có là 100 cái màng bọc nhỏ này, 100 cái màng bọc nhỏ này, thì về các bác cứ dở này ra, sau đó là các bọc cho em vào cái bát cái đĩa nhà mình. Để em lấy cái bát bọc cho bác coi này. Đây nhá, ví dụ như là nhà các bác là trong cái bát này hiện tại đang có đồ ăn hoặc là một cái bát canh này, các bác muốn bọc vào đấy để cho nó đỡ ruồi muỗi nó bâu này. Đấy, rồi là côn trùng côn chiếc các thứ nó không bay vào này. Đấy, rồi là cho nó kín này. Rồi, ví dụ các bác mình có bảo quản đồ mình để trong tủ lạnh này. Đấy thì mình lấy cái này các bác bọc vào cho em. Kín ngon lành luôn nhá. Ở đây nó có cái vần dây thun này, nó sẽ tít vào luôn. Đấy, rất ok. Bọc kín cái bát này luôn nhá. Kín ngon lành luôn. Rất đẹp luôn nhá. Đấy. Và khi nào các bác dùng thì các bác dở ra, và nếu mà muốn dùng tiếp các bác lại bọc nó vào. Đấy, các bác cứ giữ làm sao nó nhẹ nhàng, dùng nó nhẹ nhàng, đừng có mạnh tay được, mạnh tay quá thì nó rách có thế thôi. Đấy, còn nói chung là nó cũng khá là dai. Đấy, thì một cái bọc, một cái bịch này nhá, một cái bịch này là sẽ có các bác là 100 cái nhá, một cái bịch này là 100 cái nhỏ như này. Đây này, nó có từng cái nhỏ một nha. Ở đây nó có phần dây thun nó co giãn này. Đấy, dây thun nó co giãn, các bác có thể bọc vào bát này, vào đĩa ok luôn. Đấy, vào bát, vào đĩa bọc thức ăn nhà mình nhá. Đấy, tránh bị ruồi muỗi côn trùng nó bâu vào. Đấy, rồi cho nó bảo quản trong tủ lạnh này, rồi là đỡ bị mất mùi mất vị thức ăn nhá các bác nhá, ok luôn. Đấy, đặc biệt là
cái dịp Tết nhất đến nơi rồi, các bác cỗ bàn rất là nhiều, thì các bác mua cho em cái túi về có bọc rất là hay luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái túi bọc thức ăn nhá, túi bọc thức ăn. Đấy thì một túi này là 100 chiếc, em cũng lên mã xả kho luôn. Đấy. Bữa trước đang bán bác là 30.000 một túi, hôm nay em còn ít nữa, xả kho luôn. Lên mã em sẽ là cái túi bọc thức ăn. Bữa trước đang bán là 30k, hôm nay về bác mức giá rẻ giật mình luôn. 10k một túi nhá, một túi này là 100 cái. Đấy, 10k một túi rồi, chỉ có 10.000 một cái túi bọc thức ăn nha. Đấy, 100 cái luôn, 10.000 một túi. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái vỉ gác chảo rán bằng inox này. Đấy, rất là hay. Cái vỉ gác này thì size của nó sẽ là từ 28 đến 30, tức là cái chảo của bác là từ size từ 28 đến 30 là cái con này có thể dùng được này. Đấy, các bác gác lên, ví dụ như là mỗi lần các bác rán nem, rán những cái đồ chiên rán mà rất là nhiều dầu mỡ, các bác muốn gác lên để cho nó đỡ ráo dầu, cho nó đỡ đi. Đấy, sau đó các bác cắp ra thì các bác dùng này cho em, rất tiện dụng luôn. Lên mã thì em sẽ cái vỉ gác chảo rán nhá. Một cái vỉ này hiện tại em báo giá luôn. Bữa trước bên em đang bán bác là đi 80.000, mà em còn có hai cái bán nhanh bác luôn, giá chỉ còn có là đi 40.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ là cái vỉ gác chảo rán nhá, vỉ gác chảo rán đấy, còn có 40.000 một cái thôi, 40k một cái vỉ gác chảo rán này bằng inox nhá. Đây để em lấy một cái em quay test bác coi này. Đấy, em còn có hai cái bán nhanh bác luôn, còn hai cái bán nốt nhá, cái này là inox dùng xịn đó. Tết nhất các bác rán nấu nhiều ấy, những cái món rán, rán nem ra nước này. Đấy, các bác rán là rất hay nhiều dầu, nhiều mỡ này. Đấy, bình thường là các bác bỏ ra đĩa các thứ rồi là nó rất hay nhiều dầu, nhiều mỡ nhá. Thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, nó là một cái vỉ gác nha. Đấy, ví dụ như là có cái chảo sẵn nha, để vào đây cho em. Đó, khi mà các bác rán xong thì các bác để những cái đồ chiên rán vào đây thì nó sẽ róc mỡ xuống nhá. Và khi nào mà róc mỡ xong các bác gắp ra, ok luôn. Rất là thông minh nhá, bằng inox Blank 4. Chảo là chảo từ 28 nhá, chảo từ 28 đến 30 là các bác có thể xài được. Đấy, chảo từ 28 đến 30 nhá, size của nó sẽ là size phi 28 đến 30. Đó, rất ok luôn. Vì gác chảo nhá, em còn có hai cái nhá, còn hai cái xả kho luôn, 40.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái vỉ gác chảo rán 40k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái này là cái khay đĩa tròn này. Đấy, để về các bác Tết nhất các bác bày hoa quả này, bày bánh kẹo này, bày đồ ăn lên này, rất đẹp luôn. Một cái khay đĩa tròn 5 cái này, hàng của thương hiệu Wailing của Đức nhá. Đấy, con này inox 304 luôn. Đây, một cái set này sẽ gồm có cho bác là 5 khay nha. Các bác nhìn này, 5 cái khay như trên hình các bác đang coi này. Đấy, 5 cái khay. Nó sẽ có là 5 khay từ to đến nhỏ này. Đấy, mỗi cái khay này thì đây các đợi chút em lấy cái thước đo bác coi. Đây nhá, em sẽ đo bác này. Thì với cái khay này kích thước của nó thì khay nhỏ nhất của nó sẽ là vào 14 này. Khay to nhất thì sẽ khay thứ hai sẽ là vào 17 này, khay thứ ba này sẽ là vào 20 này, khay thứ tư này của nó sẽ là vào 23 này và khay lớn nhất của nó sẽ vào là 26 nhá, 26. Đấy, rất ok. Thì sẽ gồm có là 5 khay này. Đấy, một khay nhỏ nhất này. Tiếp đến cái khay thứ hai này. Đấy, khay thứ ba này, khay thứ tư này và khay to nhất là khay thứ năm. Đây, inox 304 sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn, có thấy không, quá đẹp luôn nhá. Logo thương hiệu Wailing có in trên sản phẩm luôn, hàng của Đức nhá, cực kỳ chất lượng luôn. Về các bác dùng để các bác bày hoa quả này, đấy, bày mâm ngũ quả các thứ lên đây này, bày hoa, bày quả, bày bánh, bày kẹo Tết nhất, các bác bày đồ ăn các thứ lên đây cũng rất là đẹp luôn. Đấy, rất là sang trọng lịch sự nhá. Đây, một cái bộ khay của nó sẽ nhảy đấy, trên hình các bác đang coi đây. Đấy, điểm vào cũng trên tay em đang cầm đây. Thực tế là 5 cái khay này rất đẹp luôn, sáng choang luôn nhá, sáng choang luôn. Lên mã cho em sẽ là cái bộ khay tròn 5 cái, bộ khay tròn inox 5 cái nhá, bộ khay tròn 5 cái đi. Cứ lên mã em sẽ là cái bộ khay tròn 5 cái nhá. Bữa trước thì cái này đang bán là 190.000, mà em còn có duy nhất một bộ, cũng bán nhanh xả kho luôn, 100.000 một bộ nhá, 100.000 một bộ. Lên mã em sẽ là cái bộ khay tròn 5 cái của Đức nhá. Đấy, bộ khay tròn 5 cái 100.000 một bộ này, bán nhanh xả kho luôn này. Sản phẩm tiếp theo thì đây, lên luôn cho bác, đó là cái hộp giòn cao su 200 cái nhá. 200 cái giòn cao su này em báo giá luôn, giá cực kỳ hạt rẻ luôn, giá cực kỳ dễ mua luôn, 40.000 một cái hộp này. Đấy, giá gọi là giá bao giá thị trường luôn. Các bác đi check tất cả các loại trên thị trường không bao giờ có cái giá 40.000. Giá siêu tốt, hàng là hàng thanh lý công ty rất xịn sò, ok các bác nhá. Một hộp này sẽ gồm có 200 tiết này. Đấy, có tất cả các loại kích cỡ khác nhau từ to đến nhỏ nhá. Đấy, từ to đến nhỏ này. Cỡ nhỏ nhất của nó là 6x1.9 này và cỡ lớn nhất của nó là 30x3.1 nhá. Đấy, thì nó sẽ gồm có là 200 chi tiết, 200 cái giòn
và tất cả các loại kích cỡ khác nhau trong một cái hộp nha, đựng trong chiếc hộp mà chia đều từng ô một luôn nhá, nó phân chia rõ ràng luôn đấy, không có cái nào lẫn với cái nào, nên khi mà các bác lấy, các bác tìm, các bác làm nó rất là dễ tìm, dễ làm luôn, dễ kiếm luôn đấy, trong một chiếc hộp nhựa rất đẹp, ok này. Đó, mà giá thì cực kỳ dễ chịu, dễ mua, 40.000 nhá, 40.000 lên mã cho em sẽ cái hộp 200, hộp 200 rong cao su 40k một nhá, 40k một. Đấy, rất ok. Đấy, các bác cùng xem thực tế video của sản phẩm con này, nó ứng dụng trong rất là nhiều việc khác nhau luôn. Đấy, các bác cùng coi này. Nhiều lúc em đảm bảo nhà anh em bị dò dỉ nước, đi mua gioăng ở ngoài họ không bán đâu. Vì nếu mà họ bán cái gioăng này thì làm sao mà bán được vòi nước nữa. Mà với cái hộp như này, dùng bao giờ mới hết, vòi nào chẳng vừa. Nhiều nhưng em đảm bảo đủ hàng cho anh em, thiếu một cái thôi, cứ tìm em mà bắt đền. Hộp gioăng này làm từ cao su tổng hợp, chịu dầu, chịu axit, chống các loại kiềm, chịu được nhiệt độ cao. Em thử đốt cho các bác xem đây này. Đấy, như này có mà dùng 10 năm nữa cũng không hỏng ấy. Em còn dùng hết lực kéo nữa luôn ấy. Đau hết cả tay mà nó không đứt nổi. Mua hộp này quá lời cho các bác rồi. Giá em để siêu dễ chịu. Em đảm bảo. Đấy, thực tế về sản phẩm nhé, chỉ có 40.000 thôi, sử dụng trong rất nhiều việc luôn, những cái gioăng ở trong ống nước các thứ này, rồi những cái phớt phiếc các thứ là các bác rất là cần cái gioăng này, nhưng mà đi ra cửa hàng kiếm không có đâu. Đấy, chỉ các bác mua cái hộp này về là có luôn này, hộp 200 gioăng cao su nhá, 40k một hộp luôn. Tiếp tục em lại về cái lô đèn led 12V, đấy, hàng thanh lý công ty cực kỳ xịn sò của bác luôn. Đấy. À, bữa trước thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này, nhưng mà đang bán thì công ty người ta cũng hết hàng, nó không có hàng thanh lý, thì đợt này người ta lại có, người ta lại gọi em này. Đấy, em ôm lô luôn đợt này, ôm lô nhiều nhá, ôm lô nhiều. Đấy, hàng xịn sò lắm, hàng này là hàng của công ty ô tô. Đấy, công ty ô tô người ta sản xuất chuyên dùng cho những cái dòng ô tô phượt đấy. Đấy, để người ta lắp lên để thành một cái đèn pha chiếu sáng, cái hệ chiếu sáng hệ pha chuyên dùng cho những cái ô tô phượt đây này. Đấy, nên đèn rất là sáng, dùng rất ok luôn. Con này nó sử dụng nguồn là nguồn 12V giúp em nhé. Đấy, về các bác dùng là dùng nguồn 12V nhé. Đấy, về các bác cứ có những cái bình ắc quy các bác cắm vào là xài thôi, hoặc là các bác có thể lắp vào làm pha led ở đèn xe máy cũng ok luôn. Đấy, rồi là các thiết bị điện hoặc là hoặc những cái thiết bị mà các bác dùng để chiếu sáng cũng ok. Máy móc các thứ này, xe cộ này, rồi là các bác dùng ở nhà cũng ok luôn. Ở nhà ví dụ lắm lúc mình mất điện, mình bí cần ánh sáng, đấy, có con bình ắc quy lôi ra cắm này vào cái sáng trưng luôn, rất là hay luôn nhá. Đấy, và đây là công ty này, đi kèm cho bác luôn cả những cái giá đỡ để các bác lắp đặt này. Đấy, có cả giá đỡ lắp đặt luôn, nhưng mà thôi cái này thì bỏ qua chỗ đây. Đấy, còn đây chủ yếu review cho bác cái đèn. Con này thì nó sẽ gồm có 1 2 3 4 này, 1 2 3 4, tổng là 16 mắt led nhá, trong một chiếc pha này rất kín luôn. Con này chống nước cho em thoải mái nhá, hàng công ty rất xịn sò nên các bác yên tâm. Đây các bác nhìn này, đấy thì những cái vỏ hộp nó rất đẹp, nói chung là hàng xịn đấy, chứ không phải vớ vẩn đâu. Đấy, nó sẽ có hai dây, một dây đỏ và dây đen, có thấy thôi. Về đỏ là dương, đen là âm. Về các bác nhớ gì là đấu đúng dây giúp em nhé, đấu sai dây là em chịu các bác nhá, nếu mà cháy thì em chịu, bên em không bảo hành cho bác đâu. Còn về các bác nhớ gì là đấu đúng dây. Còn hàng này thì bên em cam kết là trước khi đi thì em test thử với bác con này luôn. Đấy, đèn rất là sáng nhá, đây test thử với bác luôn này. Con này thì về các bác có cái bình ắc quy này, đây em đang có con bình ắc quy 12V này. Đấy, các bác đấu nó vào. Đấy, đấu nó vào. Đấy, thấy không? Đèn rất sáng luôn nhá, đèn sáng lắm con này, dùng thích cực kỳ luôn. Đấy, con nhìn này, sáng trắng luôn này. Ở đây em pha bác luôn này, mà con này pha rất là xa nhá, con nhìn này. Đấy, pha xa chưa? Đấy, mà ở đây hiện tại đang bật điện cực kỳ sáng nhá, nhưng mà nó soi pha rất là xa đây, con nhìn này. Đấy, đây pha trần này. Đấy, thấy không? Quá ngon lành, các bác về làm đèn pha xe máy cũng quá ngon lành luôn. Đấy, thấy không? Giá mà giá cũng cực kỳ dễ mua luôn, dễ chịu luôn. Con này sáng lắm, các bác nhìn mà chói mắt luôn đấy. Đấy, dã man luôn. Rồi, báo giá luôn nhá. À, con này thì em nói luôn là ánh sáng này là ánh sáng màu trắng nhá. Đợt này nó về cái lô này ánh sáng màu trắng, ánh sáng này rất nhiều bác hỏi cái ánh sáng này. Trước em lấy cả cái con màu vàng, nhưng mà màu vàng thì hơi ế này, thôi không lấy nữa, đợt này lấy nguyên rồi bác, màu trắng luôn. Về các bác xài. Đấy, ánh sáng màu trắng nhá. Đấy, về các bác sử dụng chế cháo làm đèn pha xe máy ô tô hoặc là sử dụng trong rất nhiều việc luôn. Đấy, đèn chiếu sáng ngon lành luôn. Giá thì cũng thanh lý công ty thôi, công ty bán em giá rẻ, em cũng bán bác giá cực tốt luôn. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này, mã của nó sẽ là đèn pha led 12V nhá. Đấy, con này nó dùng cái nguồn nhớ giúp em là 12V. Đấy, đèn pha led 12V này, đèn pha led 12V nhá. Giá của nó thì em báo luôn 40.000, 40.000 một chiếc đèn pha led 12V này, chỉ 40.000 thôi. Về các bác xài rất là nhiều việc khác nhau luôn. Đấy, nhớ giúp em là sử dụng nguồn là nguồn 12V nhá. Và nó sẽ có hai dây, một dây đỏ, dây đen, nó đã phân biệt đây rồi, thì về các bác nhớ cho là đấu đúng cực nhá. Đỏ là vào dương, đen là vào âm. Đó, thì ở đây đầy đủ phụ kiện cả ốc vít các thứ đi kèm cho bác, về các bác xài luôn này. Đấy, một chiếc nhà là nguyên hộp nhà là 40.000 nhá, đèn pha led 12V, 40k một cái.
Rồi mã tiếp theo thì đây rất nhiều bác hỏi cái mã gen con nhiệt này, thì đây em về một ít cái mã gen con nhiệt, hàng nó đã bó sẵn thành bó như này rồi, giá nó cũng chỉ có bình dân thôi, giá là 10.000 bó này thôi nhá, 10.000 một cái bó gen con nhiệt này. Nó sẽ có các kích cỡ khác nhau đấy, từ 1 ly cho đến 5 ly nhá, cỡ to nhất của nó sẽ là cỡ 5 ly. Nói chung là về con này về xài rất là hay, các bác thay thế dòng băng keo điện, bình thường là các bác cứ hay phải dùng băng keo điện đấy, là nó rất là mất công, cuốn cuốn cái thứ rất là lằng nhằng. Như con này các bác chỉ việc cắt cho em một đoạn này đấy, đấu ở cái chỗ các bác đấu nối, sau đó các bác dùng cái bật lửa các bác hơ đi, nó sẽ co nhiệt vào, và con này cách nhiệt này, chống cháy cái thứ rất tốt luôn đấy. Giá thì bên em đang gửi bác là 10.000 một bó nhá, 10.000 thôi, 10k nhá, 10k một bó gen con nhiệt này đấy, lấy bao nhiêu bó tính tiền bấy nhiêu bó thế thôi đấy. Ví dụ là bảo cho tôi 3 bó gen con nhiệt này là 30.000, về các bác xài cho em thoải mái luôn, gia đình cứ làm 2-3 bó về là xài cả năm giờ luôn đó, mà chỉ có 10.000 bó thôi, giá rất bình dân và dễ mua. Đấy, về dùng điện dân dụng gia đình các thứ này, anh em tọa thuyền dùng những cái dạng vừa vừa này thì quá ok rồi. Đấy, vừa tiền mà chi phí ít mà giá nó hợp lý. Đấy, chỉ có 10.000 thôi nhá, 10.000 một bó gen con nhiệt này các bác nhá. Vít nở sắt nhá, cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn thì vẫn bình ổn cái giá cũ để gửi bác luôn. Thì bên em sẽ bán nó combo là 10 con vít nở sắt nha. Giá của nó sẽ là đi 30.000 này. Đây để em đếm cho bác là 2 này, 4 này. 4 6 8 10. Đây, 10 con vít nở sắt nha thì sẽ có giá là 30.000 nhá, 30.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái combo 10 vít nở sắt, giá của nó sẽ là 30.000 cho 10 con vít nha. Đấy, 30.000. Cái con vít này thì kích thước của nó sẽ là M625 nhá. Đấy, M625. À, cỡ của nó sẽ là cỡ 6, cỡ 6 này. Cỡ vít sẽ là cỡ vít 6 và cái chiều dài của nó sẽ là 25 mm nhá. Đấy, 25 mm. Và cỡ vít của nó sẽ là cỡ vít 6. Đấy thì em hay gọi là cái vít M625 ấy. Đó thì gọi là cái vít nở sắt. Combo 10 chiếc là 30.000. Đây em cho các bác xem một video thực tế về cái sản phẩm này. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Sắt thể 4 cánh. Em này rất thích hợp cho các bác thi công lắp vách ngăn, chân thạch cao, tấm sắt. Vít xẻ 4 cánh chịu lực lớn và chống xoay tốt, đặc biệt có thể tháo ra tháo vào khi cần mà không làm ảnh hưởng chất lượng vít các bác nhà. Đấy, các bác nhìn nhá, khi mà các bác khoan một cái lỗ sau đó các bác bắt vào đấy thì nó sẽ xòe ra như một chiếc cánh hoa đấy, và nó sẽ chốt chặt vào luôn đấy, có thấy không, và các bác có thể tháo ra lắp vào được nhiều lần vì ở đây nó có một cái gen mà đấy, có thấy không, tháo ra lắp vào thoải mái. Còn cái con bu lông nó nở cánh hoa là nó sẽ bắt chặt vào đấy rồi đấy, nó sẽ ôm sắt đấy, nó sẽ ôm chắc vào cái chỗ mà các bác bắt cái con vít này vào này đấy, thì nó gọi là cái con vít nở sắt hình cánh hoa đấy, rất là ok luôn đấy. Nói chung về các bác sử dụng chế cháo rất là hay. Đó, rồi đấy là thực tế về cái sản phẩm vít nở sắt cũng nhá. Đấy, dùng hay lắm con này. Đây, các bác cùng coi một lần nữa này. Đấy, về các bác quan một cái lỗ này, đấy, kẹp nó vào. Khi mà các bác siết vào này, các bác nhìn này nó xòe ra này. Đấy, hay không? Đấy, rất ok nhá. Đấy, và các bác có thể tháo ra vào nhiều lần. Coi như thay một con bu lông luôn. Bình thường là các bác cứ phải hàn hiếc các thứ mất công, nhưng con này về các bác không cần phải hàn, khoan lỗ thôi, các bác bắt cái này vào xong. Nó tiện lắm, dùng rất là hay. Về cho anh em thợ thuyền chế cháo này, bắt đồ đạc nọ kia rồi bắt vào ấy này đấy, khi mà các bác siết nó vào thì nó sẽ thu nó vào và nó sẽ xòe cái cánh này lên và nó sẽ ôm sát vào đấy. Và con này ở đây nó có một cái con bu lông là các bác có thể tháo ra, tháo vào nhiều lần nhá. Đấy, con này cỡ của nó sẽ là ốc 6 nhá, ốc 6, chiều dài nó sẽ là 25 mm, thì bên em hay gọi là cái con M625 ấy. Đó, vít nở sắt nhá, combo vít nở sắt 10 con, giá của nó sẽ là 30.000 nhá, 30.000 cho một cái combo vít nở sắt 10 con này. 30.000 một combo vít nở sắt với nhá. Lên nhanh luôn cho bác, đó là cái đèn led 5 châm này. Đấy, đèn led 5 châm, đèn led 5 châm của thương hiệu Zuki nhá. Đèn tiết kiệm điện này rất ok, con này về các bác sử dụng được nhiều việc lắm. Về cho anh em thợ thuyền này. Rồi là các bác làm máy may nhá các nhá, làm máy may rồi các bác làm nghề. Đấy, cần một cái ánh sáng nó tập trung, các bác mua cho con đèn này. Đấy, thì cái con đèn này nó sẽ có tích hợp công tắc luôn, và đây thông số này, điện áp của nó sẽ là AC 110 đến 250V nhá. Đấy, và công tắc bật tắt đây này, và có đây là cái giải led của nó. Con này rất là sáng luôn và rất là hay là nó thiết kế một cái chip áp này nữa, là các bác có thể tăng giảm độ sáng tùy vào cái nhu cầu các bác sử dụng, thì các bác xoay trong cái vòng nhá. Còn đây là cái phần dây nguồn của nó. Một cái hai nữa là cái con này này là nó có cái phần nam châm nhá, có cái phần nam châm. Đây sẽ test cho bác luôn này. Đây nhá, đấy khi mà các bác có cái chỗ sắt này là các bác để vào này. Đó là nó sẽ dính vào luôn. Đấy, nó sẽ dính vào này luôn và các bác thao thoải mái, các bác điều chỉnh các hướng nhá. Đấy, nó dính rất là chắc luôn, nam châm này dính chắc lắm. Rồi bắt đầu là các bác giật cái dây này ra cho em. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác xài. Đây em sẽ cắm tét bác cò này. Đấy, cắm tét bác cò nhá. Đấy, cắm vào này, bật công tắc lên này. Đấy, bật công tắc lên.
Đó, bật công tắc đèn sáng này. Và con này các bác có thể điều chỉnh bằng cái chiết áp này. Đấy, điều chỉnh cái chiết áp nhá. Tăng giảm độ sáng bằng cái chiết áp này luôn. Đó đây, các bác nhìn này. Đây em giảm xuống này, em tăng lên này. Đấy, tăng lên rất là sáng luôn nhá, tăng lên sáng lắm con này. Đấy, làm đèn làm việc các thứ rất ok đây này. Chỗ này đang là chế độ sáng vừa này. Đấy, sáng nhất đây này. Đấy, thấy không? Sáng chói luôn nhá. Sáng lắm. Về các bác sử dụng rất ok luôn. Đấy, rất hay. Có thể bẻ các hướng các kiểu nhá. Và các bác cứ có cái chỗ nào mà kim loại nam châm là nó sẽ dính vào đây, nó hít vào đây luôn. Rất tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn, các bác để thoải mái không lo rơi đâu. Đây. Đấy, quá ngon lành cành đào luôn này. Đấy, ok luôn. Đây. Đấy, đây em điều chỉnh cái chiết áp này. Đấy, thấy không? Đó. Rất ngon lành quá nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm. Đấy, và lúc nào không dùng nữa các bác tắt công tắc đi được. Quá ok, tiện lắm. Đó. Rồi, cái này thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đèn led nam châm nhá. Đấy, đèn led nam châm. Đèn led nam châm. Giá của nó thì em báo luôn, giá của nó thì đợt này đang được giảm giá xả kho đấy, bán nhanh các bác luôn, giá có 60.000 thôi. Bữa trước này cái lô trước này về nó giá cao hơn, hình như đang bán là 8.000, đợt này nó giá rất là hạt rẻ, nó chỉ có 60.000 một cây thôi mà dùng rất là tiện luôn. Đấy, về cho các bác sử dụng hay, có tích hợp công tắc này, điều chỉnh chiết áp độ sáng này, giải led này, giải led chế độ tiết kiệm điện và rất là sáng luôn nhá, dây nguồn sử dụng điện 220. Và cả cái phần lò xo này các bác có thể uốn cong bẻ các hướng các kiểu luôn nhá, nhá. Đó, 60.000 một con đèn nha. Đèn led nam châm nhá. Lên mã em sẽ là đèn led nam châm, 60k một con. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu nó chất liệu là bằng nhựa sừng này. Đấy, nhựa sừng. Về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhớ các thứ ra, để các bác mua ok về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhớ các thứ massage ok luôn. Giá đi em báo luôn. Bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k. 10k các nhá, 10k một cây gãi lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mặt hàng đó là cái bộ dây cô bình của Đức này. Đấy, hàng này của thương hiệu Butter Cable nhá, Butter Cable của Đức. Đó, bộ này thì công suất là 2000A, các bác dùng câu ắc quy bình xe ô tô thì thoải mái. Cái con này thì chức năng của nó dùng đấy là trong những cái việc ví dụ như là vấn đề là xe của các bác bị chết máy mà các bác cần đề. Đấy, cần đề thì phải có ắc quy. Mà ắc quy không có thì các bác có thể lôi cái bộ này ra và nhờ những cái xe bên cạnh hoặc là những cái xe anh em thứ nào các bác nhờ, là các bác lấy cái bộ này ra các bác câu từ cái bình của người ta sang cái bình của bác nhá, để các bác đề nổ được xe của mình. Đấy, dùng cho xe ô tô thì con này quá hợp lý rồi. Một bộ này sẽ gồm có là hai dây, một dây đỏ và một dây đen để các bác phân biệt đầu âm đầu dương. Và nó có phần đầu kẹp ở hai đầu luôn này. Đây một bên này. Ở bên này một bên này. Đấy, thì các bác kẹp từ cái bình nọ sang bình kia là xong. Đó, phần kẹp nhá. Phần kẹp này, kẹp cực kỳ chặt chắc luôn, kẹp rất chắc và rất là chặt. Phần dây của nó sẽ là dây lõi đồng nhá. Đấy các bác nhìn này. Dây lõi đồng rất là to, đấy thấy không? Này, dây lõi đồng rất là to này. Đấy các bác nhìn rõ này. Đấy, dây lõi đồng rất là to luôn nhá. Bộ này thì em báo giá luôn. Bộ này thì một bộ là bao gồm cả dây cả túi đựng nhài này, với giá sẽ là 170.000. Thì các bác cứ lên mã thì em sẽ là dây câu bình nhá, dây câu bình. Một sợi này dài là 3m này, một sợi dài 3m, hai sợi là 6m nhá. Dây câu bình. Đấy, dây câu bình. Dây câu bình này. Với giá sẽ là 170k một bộ nhá, 170k bộ thôi. Nói chung là các bác có ô tô thì nên sắm cho em một cái bộ như này. Đấy, trong những cái trường hợp mà không may thôi. Đấy, thực ra thì mình không mong muốn đâu, nhưng mà mình cũng có nên những cái mà mình vứt trên xe. Đôi khi rất là cần đấy, chẳng may rồi mà đến lúc mà mình cần thiết là không kiếm đâu ạ, không kiếm đâu. Đấy, nên là mình cứ vứt phòng trừ trên xe, không may xảy ra vấn đề thì mình có cái để mình sử dụng sửa chữa nhá. Đấy, 170.000 thôi, giá rất là bình dân hạt rẻ. Sử dụng đề xe ô tô cho em, các thứ câu bình từ bình nọ sang bình kia ok. 170.000 cho một cái dây câu bình này coi nhá, 170k. Hàng dây rất là to, hàng dây chống gập chống rối này. Đấy, dây rất là mềm và lõi đồng luôn nhá. Phần tay cạp các thứ này quá ok luôn. Đấy, tay cạp các thứ quá ok, chặt chẽ ngon lành. Đấy, một dây này dài là 3m nhá, có phần đánh dấu cực âm cực dương luôn để các bác xài. Đó, 170k một sợi dây câu bình như này. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mặt hàng đó là cái bộ mũi khoan đa năng. Lên mãi em sẽ cái bộ mũi khoan đa năng. Tiếp tục hàng lại về nhá. Bộ mũi khoan đa năng này thì một bộ sẽ gồm có là 5 mũi thôi nhá. Một bộ là 5 mũi. Thì cái lô này nó về là
nó sẽ có là hai mũi bốn, là hai cái mũi mà sử dụng phổ thông nhất, nhiều nhất ở trong gia đình nhà mình nha. Đấy, hai mũi bốn luôn, hai mũi bốn nha, đây à, hai mũi sáu ạ, nhầm là hai mũi sáu nha, hai mũi sáu, một mũi mũi này là mũi tám này, mũi tám đây, mũi tám này, một mũi 10 này và một mũi 12, thì bên em sẽ bán theo một bộ như này luôn nhá, bán theo một cả một bộ này luôn. Đó thì một cái bộ mũi khoan đa năng nha. Các bác xài à, sử dụng là với giá sẽ là 130k nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan đa năng, mũi khoan đa năng nhá. 130k, cái này các bác có thể khoan đa năng, gạch men này, khoan bê tông này, khoan gỗ, khoan các thứ các kiểu luôn. Đấy, khoan đa năng nhá. Một bộ là 5 mũi, 2 mũi 2 mũi 6 nhá, 6 này, 8 này, 10 này và 12 này, thì tổng sẽ có là 5 mũi nhá. Với giá sẽ là 130.000 một bộ mũi khoan đa năng nha, 130.000 thôi. Đây này, cho các bác coi về cái phần đầu của cái mũi này. Cái hay của cái sản phẩm này, nó là cái phần đầu mũi là cái phần đầu, là cái đầu tên lửa. Cái đầu của nó là cái đầu tên lửa nhá. Nên là khi mà các bác xài là các ví dụ, đặc biệt là các bác khoan những cái chỗ vị trí mà nó trơn hay trơn trượt, đặc biệt là ví dụ như là gạch men là các bác khoan là hay trơn trượt, là nó thứ nhất là nó bị sai cái phần vị trí các bác cần khoan, mà thứ hai là nó hay bị trượt, mà trượt là rất hay bị vỡ đá. Đấy, cái khoan gạch men nó rất là khó khoan. Thì đây, cái con này nó là cái đầu tên lửa, nên khi bác khoan thì các bác cứ nhấp từ từ cho em, và nó vào rất là ngọt luôn, vào cực kỳ ngọt nhá. Đấy, vào rất là ngọt. Cái này em cũng đã đang xài rồi nên là em thấy rất là ok. Đó. À, bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nhá, là 130.000 một bộ 5 mũi này, là 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Một bộ này thì các bác xài gia đình này, anh em tạo thuyền này, xài cho em thoải mái luôn. Đó, 130.000 một bộ nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mặt hàng, đó là cái con kìm cắt ống size 42. Hàng này thì của Kabushi Japan. Đấy, con này là kìm cắt ống nhá, về để chuyên các bác cắt ống nước, sửa chữa điện nước nhà mình. Đấy, sử dụng gia đình nhà, anh em tạo thuyền này, ok em luôn. Con này các bác cắt được là từ ống nhỏ nhất, đấy, cho đến ống lớn nhất sẽ là ống 42. Đấy, nói chung là các bác cắt là từ ống 42 trở về nhá. Thì các bác cứ cho vào, sau đó nó bấm thôi là nó sẽ cạp dần và nó cắt rất là ngọt luôn. Cái hay của cái sản phẩm này là các bác không cần phải cưa kiếc gì mà cắt nó nhàn, mà thứ hai là cái đường ống các bác cắt nó rất là mịn. Đấy, nó không bị cái ba vía rồi là những cái vụn ống, nó cắt bình thường các bác cắt cưa các máy cái thứ hay bị vụn ống nhá. Nhưng con này là cắt nó không bị ba vía, không bị vụn ống, mà nó ra cái đường cắt nó rất là mịn nhá. Và lưỡi kỳ sắc bén luôn. Đây, lưỡi sắc, nói chung là dao thì không vấn đề, à dao còn gấp 3 lần dao, lưỡi sắc kinh khủng luôn, cắt ngọt lắm. Đấy, hàng của Kabushi Japan này. Đấy, Kabushi Japan, quá ok luôn. Đó, cứ bấm nhấp đều xem cái nào nó cắt có thấy không? Rất dễ sử dụng nhá. Kìm cắt ống này là kìm cắt ống từ ống 42 trở về nhá. Lớn nhất là các bác cắt được là ống 42. Đấy, nói chung là dùng gia đình, anh em thợ thuyền dùng con này cho em ok luôn. 100.000 có nhá, 100.000 bộ này, 100.000 cho một bộ này. Mắc của nó sẽ mắc là phi 42, ống phi 42 trở về. Lên mã nha, sẽ là cái kìm cắt ống 42 nhá. À, cái kéo cắt ống 42. Kéo cắt ống 42 nhá. Với giá sẽ là đi 100k, 100k. 100.000 cho một cái con kéo cắt ống 42 nhá, 100.000 một cây. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Nói chung là trong gia đình nhà mình nên có một cái sản phẩm như này. Đôi khi là các bác sửa chữa ống nước, có con này dùng cực kỳ tiện luôn. Đấy, dùng rất tiện mà nó dễ dàng sử dụng nhá, dễ sử dụng, các bác không cần phải cưa kiếc, kéo kiếc lôi ra cắt nó lành cành. Nếu con này chỉ việc là cho vào các bác cạp bóp cho em vài bóp là đứt ngay thôi, rất là dễ sử dụng, ok luôn. 100k nhá, 100k kìm cắt ống 42 nhá. Đấy, 42 trở về. Sẽ có bán theo thùng nhá và có bán theo túi. Thì một thùng này là 20 gói này. Một thùng là 20 gói. Với giá là đi 20 gói giấy này. 20 gói nhá. Với giá là 150k, 150k. Còn nếu mà các bác mua lẻ một gói như em vừa cho bác coi đấy, một gói thì là 10.000 một gói thôi, 10k. Đấy, các bác có thể mua theo gói hoặc mua theo thùng. Một thùng này, một thùng giấy ăn, cứ lên mã em sẽ là một thùng giấy ăn nhá. Một thùng giấy ăn thì sẽ là 20 gói là 150.000. Còn các bác mua lẻ một gói giấy ăn nhá là 10.000 cho một gói giấy ăn. Đấy, 10.000 một gói giấy ăn. Thì đây, một gói à, một thùng của nó đây nhá, một thùng là 20 gói này. Đấy, một thùng là 20 gói nhà này. Đấy, dùng thoải mái luôn, mà giá nó chỉ có 150.000 thôi, tính ra rất là rẻ luôn. Đấy, tính ra rất rẻ luôn. Một túi giấy 460 tờ như này là 10.000, thì cứ lên mã em sẽ là túi giấy ăn nhá là 10.000. Còn các bác lấy theo thùng thì sẽ là 150.000 cho 20 túi nhá, 150.000 cho 20 túi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng.
cái lọ tiếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tiếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhé, 20k hộp keo đa năng nha, và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k, 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhé. Một tiếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Sản phẩm này cũng rất là nhiều bác hỏi này, đó là cái bộ nồi Đức 6 món nha, bộ nồi Đức 6 món hàng với shop tiếp tục hàng về này. Đấy, thì để phục vụ các bác cái dịp cuối năm các bác mua về để sử dụng gia đình các thứ này, rất ok luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá, báo giá luôn. Giá này thì gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này thì bên em sẽ có hai hình thức thanh toán nhá. Các bác có thể chuyển khoản hoặc là mua trực tiếp ship code thôi nhá. Nếu mà chuyển khoản thì bên em sẽ tính cho bác sẽ là bao nhiêu nhỉ? 650.000 thôi nhá. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650k. Và các bác nếu mà các bác mua ship code, đấy, ship code thì sẽ là đi 700. Ship code thì giá sẽ là 700, hai cái chênh nhau 50.000 nhá. Và các bác mua thì sẽ đều được bao ship luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn đấy, không có giá này đâu các bạn. Đó. Đây. Mong các bác coi bộ nồi nhá. Đấy, sẽ gồm có là 6 món này, 1 2 3 4 5 xong một chảo nhá, 5 xong một chảo và đầy đủ đi kèm là nó có vung nắp đậy hết đầy đủ hết luôn. Rất là xịn luôn. Hàng mới nguyên siêu, hàng của Đức này. Made in Germany này. Đó, made in Germany thôi nhá. Quá xịn sò luôn. Đây, đó, giấy giếc đầy đủ luôn này. 6 sản phẩm này, 1 2 3 4 5 6 này, đó. Hàng của Đức nhá, made in Germany. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650.000, còn các bác mua theo hình thức ship code thì sẽ là 700.000. Tùy nhu cầu nhá. Đấy thì em khuyên các bác thì các bác nếu mà các bác có tài khoản thì các bác nên chuyển luôn. Để bên em vừa gửi hàng nhanh và thứ hai là nó giá sẽ được giảm các bác nhá. Giá sẽ được giảm đây. Đầu tiên sẽ là một cái song to này. Đấy, một cái song to nhá. Rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ hàng 5 đáy, 5 lớp luôn này. Đấy, song to. Hàng này 5 đáy, 5 lớp đầy đủ hết luôn nhá. Vung là toàn bộ vung của nó đều là vung kính cường lực trong suốt luôn. Đây, vung kính cường lực trong suốt này. Rất là xịn sò nha. Đây, đáy 5 lớp này. Đó. England này. Đó, rất ok nhá. Chữ trước là dập chìm hết luôn ở trên cái phần đáy song này. Đấy. 5 lớp luôn nhá. Đấy, 5 lớp luôn. Quá dày, rất là trắng luôn. Con này thì các bác dùng thì cứ bao dùng bao xài ra đi. Không có gì phải chê về cái sản phẩm này cả. Em bán rất là nhiều rồi. Nó một thời gian bên em nghỉ không bán vì hàng nó cũng chưa đều. Đấy, đợt này thì hàng nó cũng đều rồi nên là sẽ nhập số lượng lớn về để bán cho bác luôn. Đây. Con này là con nhớ nhớ này. Có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, có vung viếc đầy đủ hết luôn. Đây một con này nữa này. Đấy một con này nữa. Này. Thôi nói chung em quay lướt thôi, em không quay chi tiết đâu. Đó, vung viếc nói chung là đầy đủ, vung viếc đầy đủ hết luôn. Xong thì trực tiếp đây. Đấy, cái này con này nấu bột này hoặc các bác úp bát mì thứ đấy rất ok, có tay cầm nhá. Chắc chắn chất lượng luôn. Hàng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Sáng trưng luôn này. Đấy. Dày dẫn chắc chắn lắm nhá, tay cầm đầy đủ luôn, có vung viếc đầy đủ hết luôn các nhá. Đây, có vung viếc ngon lành luôn này. Đó. Rồi đây là cái con chảo này. Đấy, trong cái bộ này là có một cái con chảo nhá. Chảo là có một lớp chống dính luôn. Đấy, chảo trong có lớp chống dính rất xịn sò. Đấy, con này đường kính chảo chắc có dơ của tầm 25 cm nhá, dơ của tầm 25 cm. Đấy, các bác dán xào nấu cho em thoải mái luôn nhá. Đó, hàng 5 đáy này. Đó, chữ chiếc đầy đủ ở cái phần đáy nồi này, chắc chắn. Bộ này thì các bác dùng thì yên tâm về bao dùng bao bền luôn. Đó, vung viếc đầy đủ nhá. Toàn bộ là đều có vung, 6 món là đều có vung hết luôn. Đây, 6 món là đều có vung hết đi kèm nhá. Sẽ gồm có là 1 2 3 4 4 cái nồi này, 4 cái nồi có quai quai B này, một cái nồi có tay cầm như kiểu cái nồi nấu cháo này và một cái chảo rán luôn nhá. Tổng thì sẽ gồm có là 6 món hàng của Đức nhá. Đó. Và em báo giá lại một lần nữa này. Các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 650.000. Đấy. Chuyển khoản hết. Chuyển khoản hết là 650k. Còn các bác ship code là giá sẽ là 700k. Giá này là em sẽ bao ship cho bác tất luôn nhá, ưu đãi cực kỳ luôn. Đấy, giá sẽ được bao ship cho bác tất luôn. Đó.
Đấy thì các bác có nhu cầu về cái sản phẩm này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với hai cái số điện thoại nhé, em đang gắn trực tiếp ở trên mình đây. Đấy các bác cùng xem lại một lần nữa đây. Đấy, bộ nồi rất là đẹp luôn, hàng mới nguyên thùng nhá. Hàng các bác cứ kiểm tra sau đó các bác khui ra cho em. Bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Chuyển khoản 650.000, ship code 700. Hai giá này đều được bao ship luôn nhá. Đó thì các bác có thể tham khảo bộ này. Bộ này thì nói chung là cũng khá nhiều shop bán rồi và cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, các bác cũng xem rất là nhiều rồi. Bây giờ quan trọng chủ yếu là cái giá thôi. Đấy, cái giá thì nó tốt thì các bác mua nhá, xúc luôn. Đó. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ là nhiều bác hỏi là cái bộ nồi này có đun được bếp từ không? Đấy thì em nói luôn nhá, cái bộ nồi này thì các bác có thể đun các loại bếp luôn nhá. Đấy, từ bếp ga, bếp từ, bếp củi, bếp dơm, bếp hồng ngoại, tất cả các loại bếp luôn. Con này nó không kén bếp đâu nhá, không kén bếp đâu. Bếp nào các bác cũng đun được hết nhá, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nhá. Đấy, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nên các bác yên tâm là sử dụng thoải mái. Tiếp theo bao tay lái xe này. Đấy, bắt đầu đang vào mùa đông rồi, lạnh lẽo rồi. Thì các bác sắm ngay cho em một cái đôi bao tay lái xe này. Đấy, các bác hay phải đi ra ngoài đường nhiều này, đi làm đi ăn các thứ này. Đấy, mình cần một cái đôi bao tay để giữ ấm này, cũng như là các bác trong miền Nam cũng có thể là chống nắng luôn. Đấy, đi chơi, đi phượt này, rồi đi du lịch này, đi hay lái xe nhiều ngoài đường này, mình có một cái đôi bao tay chống tia UV, tia cực tím. Đấy, chống nóng này, rồi là giữ nhiệt cho em ok luôn. Bao tay đi rất là vừa vẫn chắc chắn nhá. Đó. À, phần bên dưới này thì thiết kế là có phần cao su chống trượt nhá, có hai cái phần đầu ra đây thì các bác có thể là bấm điện thoại cảm ứng được luôn, rất ok. Cái này thì nó có phần cao su chống trượt thì các bác khi mà các bác lái xe không lo nó bị trượt tay hay nào cả, các bác đi nó rất là thật tay. Đây em đi thì rất là vừa này, đó rất ok luôn. Cái này là hàng co giãn 4 chiều free size nhá, nên là tay to tay nhỏ các bác đi được hết luôn. Đó, có cả phần khóa nhá, khóa hãm các thứ này. Đôi này thì hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là 50.000 một đôi, cứ lên mã em sẽ là sản phẩm là cái bao tay lái xe. Đó, bao tay lái xe nha các bác nhá. Giá bên em đang gửi bác giá sẽ là 50k một đôi này. Đấy, bao tay lái xe này. Bao tay lái xe nhá. Giá sẽ là 50k cho một cái đôi bao tay lái xe này, chỉ có 50.000 thôi. Rất là đẹp luôn. Một đôi tay trái tay phải, đó. Đều có phần cao su chống nước trượt này, rất ok luôn. Đấy, thiết kế chắc chắn chất lượng. 50k một đôi nhá. Đi mùa đông thì ấm. Đấy, bác nào trong Nam mùa hè đi thì chống nắng, rất ok luôn. 50k một đôi bao tay lái xe nhà các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ tỉa lông mũi này. Đấy, rất là nhiều các bác cần cái bộ này nhá. Sử dụng các thứ rất ok, các bác về dùng để tỉa lông mũi nhá. Bình thường hay là các bác hay phải dùng kéo thứ nào, các bác chọc vào lỗ mũi, các bác tỉa lông mũi rất là nguy hiểm, thì các bác mua ngay cho em cái bộ này về. Nó sử dụng rất là dễ dùng mà cực kỳ an toàn hiệu quả. Đấy, các bác chọc vào, chọc cái kéo cái kiếc vào, chẳng may nó có chảy máu mũi thứ rất nguy hiểm thì đây. Con này rất là dễ dùng thôi, các bác cứ lừa vào trong lỗ mũi này, các bác bấm này, bấm cho em. Đấy, bấm cho em. Thì nó có cái vòng tròn nó xoay này, để nó sẽ nghiến đứt cái lông mũi của bác nhá. Rất sắc bén luôn, cắt rất là ngon. Đấy, chuyên để các bác tỉa lông mũi nhá. Dành cho cả nam cả nữ được luôn, rất hay. Đấy, tiện dụng. Giá này thì em sell sập sàn các bác luôn. Bữa trước cái sản phẩm cái tỉa lông mũi này bữa trước em bên em đang bán là 60.000. Hôm nay em còn về cái lô hàng mới này, giá nó tốt thì em sẽ xả kho luôn nhá. Lên mã em sẽ là sản phẩm là tỉa lông mũi. Đấy, tỉa lông mũi này. À, bữa trước đang bán là 60k, nay em giảm giá xả kho luôn, chỉ còn có 30k thôi. 30k cho một cái tỉa lông mũi này coi nhá, 30.000 cho một chiếc tỉa lông mũi này. Đó, rất là hay. Nói chung là một cái sản phẩm các bác nên mua, giá nó hợp lý mà dùng nó an toàn, hiệu quả, dễ sử dụng ạ. Chất lượng. Đó. Cái này thì các bác có thể vệ sinh thoải mái. Đó, rất ok luôn, chắc chắn chất lượng nhá. À, sử dụng dễ. Đó, cho vào lỗ mũi là các bác chỉ việc bấm như này thôi. Cứ bấm đều tay, thế là nó nghiến đứt hết lông mũi thôi nhá. 30.000 một bộ nhá, 30k một cái bộ tỉa lông mũi nhá, 30.000 một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái thuốc diệt kiến dán này. Đấy, cứ lên mã em sẽ cái thuốc diệt kiến nhá, thuốc diệt kiến. Đấy, cái này thì cực kỳ nhạy luôn. Và bên em cũng bán rất nhiều, chắc phải bán đến khoảng tầm chục nghìn lọ rồi, bán siêu khủng khiếp luôn đấy. Giá thì bình dân là rẻ lắm. Hiện tại thì bên em đang gửi bác một cái lọ thuốc kiến này với giá chỉ có 10.000 thôi. 10.000 cho một lọ thuốc diệt kiến nhá. Các bác lấy 3 lọ thì bên em sẽ tính cho bác giá tốt hơn. 3 lọ là 20k. Đấy, một lọ này, một lọ thuốc kiến, một lọ là 10k nhá, một lọ 10k, còn các bác lấy 3 lọ. Tính cho bác là 20k thôi, 3 lọ 20k, một lọ 10k. Đó, rất là dễ mua luôn. Các bác có thể mua các nào nhiều kiến thì mua 3 lọ, ít kiến mua một lọ được. Đấy, còn hoặc là các bác có thể mua nhiều hơn. Cái này thì nó là thành phần thuốc sinh học. Đấy, từ mật mía, mật ong. Đấy. Và có hương phấn hoa và phụ gia này. Đấy, nói chung là thành phần sinh học rất an toàn. Nên là các bác cứ dùng thoải mái. Cái này thì rất là dễ dùng. Những cái chỗ nào nhiều kiến, hiện tại kiến đang tập trung, hoặc là những cái chỗ ổ kiến, hang kiến, các bác cứ giỏ cho em. Cái hay của cái sản phẩm này
là khi nó ăn vào và bắt đầu là nó sẽ không chết ngay đâu ạ, nó sẽ đi hết về tập trung về hang. Và khi mà đi về hang kiến thì những cái con kiến ở gần đấy thì nó sẽ lại tập trung vào nó lại chạm vào nhau, thì những cái con kia nó chạm vào nhau thì nó lại thấy cái vị nó ngọt thì bắt đầu nó lại nhấp nhấp với nhau. Nó nhấp với nhau thì khi mà nó đã nhiễm thuốc hết rồi thì một loạt nó sẽ tiêu diệt cả một cái ổ luôn. Đấy, chứ không phải là tiêu diệt những cái con ở xung quanh như đâu nhá, nó sẽ tiêu diệt cả ổ luôn. Nghĩa là con kiến nó đi về ổ đấy xong bắt đầu là nó chết một loạt cả ổ luôn. Đấy, nghĩa là nó diệt tận gốc luôn nhá, diệt tận gốc luôn. Nên là các bác dùng rất hay. Cái này em dùng từ đầu năm rồi, em dùng dùng hết vài lọ cái là từ đợt đầu năm giờ là không thấy con kiến luôn, sạch lắm ạ. Mà nó rất là hay. Cái này thì các bác giỏ đi đừng đừng sốt ruột nhá, lúc đầu khoảng tầm 1-2 tiếng đầu nó chưa chết ngay đâu ạ, nó phải đến hôm sau cơ là các bác mới thấy là hiệu quả nó như thế nào, hiệu quả sang đến hôm sau luôn. Đấy là bắt đầu là sáng hôm sau là khi mà các bác đi ra là không thấy con kiến ở đâu vì nó chết hết cả ổ rồi. Đấy mà nó diệt, khi mà nó đã diệt tận gốc thế thì cái tình trạng kiến nó xuất hiện trở lại thì rất là khó, cực kỳ ít luôn. Đấy. Nói chung là một cái sản phẩm rất thông minh, các bác cứ về dùng và cho em phản hồi. Đấy, sản phẩm này em cũng đã và đang dùng thực tế rồi. Em thấy rất là hợp lý nên em đã nhập số lượng về em bán cho bác. Đấy, mà giá nó bình dân, mà sản phẩm thuốc sinh học rất là an toàn. Một lọ là 10.000 thôi nhá và ba lọ sẽ là 20k, lên mã em sẽ là thuốc diệt kiến nhá. Đấy, thuốc diệt kiến. Đấy. Sản phẩm kéo gà Đức này, lên mã em sẽ cái cây kéo gà Đức nhá. Đó, kéo gà Đức nha. Hàng made in Germany. Đấy, logo thương hiệu Wailing. Cái này về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương rất ok cho em luôn. Kéo cực kỳ sắc bén nhá, cầm rất chắc chắn. Đó. Con này thì giá bình dân thôi, chỉ có là đi 90 ngàn một cây nhá. Cứ lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái cây kéo gà Đức này. Đấy, kéo gà Đức. Kéo gà Đức nhá. Kéo gà Đức nhá. Cái cây này thì bên em đang bán giá sẽ là 90k cho một cây kéo gà Đức này, chỉ có 90 ngàn thôi. Đấy, về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả sử dụng nhà bếp cho em rất hợp lý, sắc bén. Đấy, các bác nghe tiếng kéo rất ok. Cái phần thớ kéo rất là dày này. Đấy, tay cầm này, chắc chắn, dễ cầm. Đấy, nó tạo cái tư thế dễ cầm, có lực hơn nhá. Có phần khóa hãm này. Rồi là một cái hay của sản phẩm nữa là các bác nhìn cái phần răng dưới này. Đấy là nó thiết kế theo dạng là nhấp nhô nhô này, để khi mà các bác sử dụng các bác có thể dùng cái này các bác đánh vẩy cá. Đấy, rất tiện dụng nha, các bác có thể đánh vẩy cá cho em rất là hay luôn. Giá này thì bên em đang gửi bác giá siêu tốt luôn đấy, giá gần như là tốt nhất thị trường luôn, 90k một cây nhá. Cứ lên mã em sẽ là cái cây sản phẩm là cái cây kéo gà Đức này. Đấy, kéo gà Đức chắc chắn chất lượng lắm, 90.000 cho một cây kéo gà Đức nào nhá, 90.000 một cây. Sản phẩm đũa Nhật 10 đôi này, sản phẩm đũa Nhật 10 đôi thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá sẽ là 40k nhá, 40k đây em viết bên đó. 40.000 nhá, 40k. Đấy, 40k cứ lên mã em sẽ sản phẩm là cái đũa Nhật. Đấy, đũa Nhật nhá. Một cái vỉ đũa Nhật này thì sẽ gồm có cho bác là 10 đôi. Đấy, 10 đôi đũa Nhật. Cái này thì chất liệu nó là từ sợi thủy tinh nên là các bác dùng là yên tâm là không lo nó bị nấm mốc hoặc là cong vênh. Đấy, cái ưu điểm của sản phẩm này là không lo nấm mốc và không lo cong vênh nhá. Đấy, thiết kế cực kỳ là chất lượng luôn. Cái này thì em cũng đã dùng rồi. Đấy, các bác cứ mua cho em khoảng tầm 4 5 vỉ về mình thay một loạt cả cái đũa nhà mình đi. Nhìn thứ nhất là nó đồng bộ, thứ hai đẹp, mà thứ ba là dùng là nó dùng nó chất lượng nhá. Đây này. Đấy. Nhiều bác hỏi là đũa này gấp có trơn không thì các bác yên tâm đi, đũa gấp cực kỳ ok luôn, đũa gấp không trơn đâu nhá, gấp rất là ngon, cứ ngắm miếng nào là gấp trúng miếng đây luôn, không trượt miếng nào đâu. Đấy, rất là hay. Một vỉ đũa Nhật 10 đôi, chất liệu là từ sợi thủy tinh nhá. Đấy, không bị nấm mốc và không bị cong vênh các bạn, không bị nấm mốc và không bị cong vênh. Đũa nhìn rất là sang, thiết kế rất là đẹp, sang trọng lịch sự nhá. Một vỉ 10 đôi này với giá sẽ là đi 90k nhá, 90 à quên 40k thôi các bác nhá, 40k cho một cái vỉ đũa Nhật 10 đôi nha. 40k một vỉ. Máy sấy tóc thì hàng bên shop tiếp tục hàng về này, máy sấy tóc công suất 3.500W, các bác sử dụng gia đình con này thì rất hợp lý luôn. Đấy, lên mã thì em sẽ là sản phẩm là cái cây máy sấy tóc nhá, công suất sẽ là 3.500W, con này nó sử dụng điện 220, có hai công tắc nhá, một công tắc chỉnh gió này và một công tắc là chỉnh độ nóng. Đấy, máy chạy cực kỳ khỏe và rất là êm. Đấy, nói chung là các bác dùng gia đình cái con này rất hợp lý. Cái công suất này nó là cái công suất mà sử dụng gia đình này. Đấy, bình thường là các bác dùng những con công suất lớn ấy thì có khi lại là dùng nó lại hơi lãng phí hoặc là tốn điện. Đấy, hoặc là dùng những cái con mà nó nhỏ quá thì mình sấy nó lại không nó không đã. Đấy thì nói chung là đối với cái sản phẩm này là công suất 3.500W là dùng gia đình là hợp lý lắm này. Đấy, công suất vừa đủ để các bác xài nhá, không to quá, không nhỏ quá, vừa ok luôn. Có hai công tắc, một công tắc chỉnh gió và một công tắc chỉnh nóng, thì nó có những cái cấp độ công tắc ở đây thì về các bác điều chỉnh hai công tắc nào cho em là xong. Dây nguồn về cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác xài. Đấy, máy chạy khỏe rất là êm. Có phần đèn nhá, có phần đèn hồng ngoại đấy giúp diệt khuẩn các bác nhá, diệt khuẩn rồi là sấy tóc các bác nhá, sấy tóc, sấy đồ. Nói chung là ok, sử dụng ngon lành.
chất lượng mà giá đi hạt rẻ bình dân thôi, chỉ có 150.000 nhá. Cứ lên mã em sẽ là cái máy sấy tóc nhá, máy sấy tóc đang bán với bác giá sẽ là 150k cho một cái cây máy sấy tóc nha, chỉ có 150.000 thôi. Đấy, 150k một cây. Lên mã em sẽ là cái cây máy sấy tóc nhá, 150k. Một cây máy sấy tóc này sử dụng nguồn 220 và công suất của nó sẽ là 3.500W nhá, dùng gia đình là rất là hợp lý. Đấy, thiết kế cực kỳ chắc chắn, cầm rất là chắc tay. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây bơm tay inox này, hàng của Kirito. Con này các bác dùng gia đình này, rồi là các bác quán thợ sửa xe các bác cũng thể dùng con xem con này. Thoải mái luôn. Hàng này thì của Kirito. Cái bản chất của cái sản phẩm này là nó sử dụng cái ống, đó là cái ống này là cái ống inox. Nên là các bác xài nó rất là bền, nó không bị rỉ sét mà nó rất là trơn. Inox thì nó rất là trơn tru. Nên là khi mà các bác sử dụng xài cái phần lá gió bên trong ấy, nó trơn thì cái lượng hơi nó ép nó đều, mà thứ hai là các bác bơm nó nhàn, nó trơn tru thì bơm nó sẽ nhàn đúng không ạ? Bình thường là những cái ống kim loại mà lâu các bác không xài là nó rỉ. Mà khi mà nó rỉ thì các bác bơm nó rất là nặng. Đấy, nhưng con này bơm rất là nhẹ. Con này thì các bác cứ nhận hàng, các bác kiểm tra, sau đó là các bác bơm test thử xem luôn, đảm bảo với các bác là các bác ưng luôn về cái sản phẩm này. Bên em bán rất nhiều rồi, con bơm tay nha. Đó, và em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là con bơm tay inox nhá. Đấy, bơm tay inox này, bơm tay inox nhá. Con này thì giá hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là 150.000 một cây, 150k. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra bơm thử cho em thoải mái nhá. Nên là các bác yên tâm đi. Có phần đồng hồ báo áp suất này, rồi là phần dây bơm nhá. Dây bơm thì có phần đầu bơm xe đạp xe máy các thứ cho em thoải mái. Con này các bác bơm xe đạp xe máy là quá ok rồi. Sử dụng gia đình thì rất là hợp lý luôn. Phần dây bơm thì chống cập chống rẫy nhá. Dây bơm siêu bền này, chống cập chống rẫy các bác cứ bóp thoải mái cho em này. Thả tay ra cái này, lại về bình thường ngay. Đấy, không có vết lằn luôn. Rất là hay nhá, dây bơm chống cập chống rẫy. Phần thân bơm này thiết kế cực kỳ chắc chắn, inox nên là dùng rất là bền. Cái phần ti bơm này rất là to này. Đấy, ti bơm rất to, tay cầm nhá. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra, bơm thử cho em, lượng hơi vào cực kỳ khỏe, vào rất là nhanh, bơm rất là nhanh và nó bơm rất là nhẹ. Các bác bơm hay của sản phẩm bơm rất là nhẹ nên là ví dụ như là người già hoặc là trẻ em đều có thể bơm được luôn. Đó nhá, không sợ là bị nặng quá đâu ạ, không sợ bị nặng quá đâu, bơm rất nhẹ nhàng luôn. Đây, đó, rất nhẹ nhàng và chân chu nhá. Đó, các bác cứ nhận hàng kiểm tra bơm thử cho em. Nó gọi là bơm tay inox nhá, thiết kế inox rất là bền. Hàng của thương hiệu Kirito Made in Japan. Đó, 150.000 một cây nhá. 150k cho một cái cây bơm tay inox này, 150.000 một cây nhá. Đấy, 150k. Đây em ghi lại cái giá này nhá. 150k này. Đấy, 150.000 một cây. Đấy, bơm tay inox nhá. Có phần đồng hồ đo áp suất, dây bơm chống gập chống gãy nhá. Hàng này thì quá ok luôn rồi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ ống hút dung dịch nhá. Các bác mua về dùng để hút dầu, hút hút rượu, hút dầu, hút xăng này, hút nước này, rồi là hút rượu này, rất tiện dụng luôn. Đó, thì một cái bộ ống hút dung dịch này với giá sẽ là 30k bộ nhá. 30k bộ, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ống hút dung dịch này. Đấy, ống hút, bộ ống hút dung dịch. Đấy, cái con này nó có chức năng là tự mồi nhá. Các bác không cần phải cho mồi mà các bác hút như mọi khi ấy. Đấy, rất là khó để các bác sử dụng nhá. Thì các bác dùng cái này, các bác chỉ việc là lắp và các bác bóp bóp cho em mấy phát là nó sẽ mồi lên nhá, rất hay luôn. 30k một cái bộ ống hút dung dịch này. 30.000 bộ nhá, dùng rất ok. Đây. Một cái bộ này sẽ gồm có cho bác này. Đấy, là một cái tay bóp này, một cái dây này, đấy, đi kèm là một cái đai siết nữa. Thì thực ra cái đai siết không cần lắm đâu. Đấy, đi về đây các bác nhìn nhá. Các bác nhìn trên thân cho em này, nó sẽ có là đây, nó sẽ có cái mũi tên. Nếu mà mũi tên nó chỉ về hướng nào thì tức là cái hướng đấy thì nó sẽ là ra, và cái hướng còn lại thì nó sẽ là hút vào nhá. Thì các bác cái ống này các bác có thể cắt đôi ra. Đấy, cắt đôi ra, hoặc là các bác nếu mà các bác không thì các bác để nguyên được. Ví dụ các bác lắp ở đầu nào cũng được nhá. Đấy, lắp đầu ra cũng được, hoặc lắp đầu vào, thường thường thì nó sẽ là lắp đầu vào nhá. Lắp đầu vào. Đấy, thì các bác lựa nó vào cái phần ống này. Đấy, các bác lựa nó vào cái phần ống. Đó, các bác lựa vào này. Đấy, sau đó có phần này, các bác cắm vào cái chỗ mà các bác cần hút cho em, và cái phần này các bác chỉ việc bóp này. Đấy, các bác bóp cho em vài lần cái là nó sẽ tự động là nó sẽ mồi những cái phần xăng, phần dầu các thứ rồi. Đấy, rồi là nước, rượu thứ rồi các bác nhá. Rất là hay luôn. Một cái bộ này thì bên em đang bán cho bác là 30k một bộ nhá. 30k một bộ. Lên mã cho em sẽ là cái bộ ống hút dung dịch nhá, 30k. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Cái bộ này dùng rất là tiện luôn. Đây. Đấy, bình thường là các bác hút đấy xăng các bác cứ hay phải đổ này. Đấy, các bác cho lên cao này, sau đó các bác bóp cho em vài phát là nó sẽ ra nhá. Đấy, không cần phải mồi miếc gì. Bóp vài phát là tự động nó sẽ ra ngay. Rất tiện dụng luôn. Đó, rất là hay nhá. Đây. Chất lỏng sang chỗ khác vậy, hãy mua cái này,
Hút rất đơn giản, không cần dùng miệng hút mồi ống, cũng có thể hút xăng dầu, rất tiện lợi phải không ạ? Nhấn giỏ hàng mua ủng hộ mình nha. Đấy, các bác dùng để hút xăng, hút dầu, hút nước này. Đấy, các bác chỉ việc để sau đó các bác bóp cho em. Đấy, thì nó sẽ ra có thế thôi, rất là hay. Đấy, và lưu ý khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này ấy, thì cái chỗ mà các bác muốn hút ra thì các bác phải để ở trên cao, còn cái chỗ mà các bác dùng để chứa thì các bác để dưới thấp, thì nó sẽ theo lực quán tính là nước nó sẽ đổ từ thấp từ cao xuống thấp nhá. Đấy thì nó mới xuống được, chứ còn các bác mà để ngang bằng là không thể hút được đâu. Em nói luôn nhá. Còn nhiều khi về các bác bảo là không hút được, các bác để ngang bằng sao hút được, các bác phải để từ trên cao xuống dưới thì bắt đầu nó hút được nhá. 30.000 một cái bộ hút dung dịch nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái cây xăm thịt này, lên mã cho là cái cây xăm thịt nhá. Cây để về dùng rất là tiện. Các bác muốn thịt thà, các bác mỗi khi mà các bác làm món những cái món ví dụ đặc biệt là món nướng này, rồi là những cái món chiên các thứ, rồi mình chiên cả tảng, mình chiên cả miếng ấy. Các bác nướng cả tảng thì các bác muốn nó gia vị nó ngấm, hoặc là ví dụ muốn bì nó nổ thì các bác mua ngay trong cái này về. Đây là một cái cây xăm thịt nhá. Đấy, nó sẽ gồm có rất nhiều cái gai nhọn bằng inox này. Đấy, nó rất là nhọn luôn. Thì các bác dùng rất là dễ, các bác chỉ việc dùng cái này các bác châm. Đấy, các bác dùng này các bác châm được chưa? Đấy thì khi mà châm thì nó sẽ tạo ra những cái lỗ nhỏ này này. Đấy, các bác châm vào bì hoặc là châm vào thịt. Đấy, để khi mà các bác ướp này thì gia vị nó ngấm vào rất là đều. Đấy, rất là đậm đà. Đấy, ăn nó không bị nhạt nhòe nhá. Đấy, và muốn bì nó nổ thì các bác dùng cái này các bác châm vào, thì khi mà các bác chiên lên, các bác nướng lên, bì nó nổ rất là giòn luôn. Đấy, anh em đang gửi bác một cái cây xăm thịt này với giá là đi 30.000 một cây nhá. Lên mã cho em sẽ được cái cây xăm thịt nhá, giúp gia vị ngấm ngáp ngon hơn, giúp bì nổ giòn hơn. 30k nhá, 30k một cái cây xăm thịt này, 30.000 một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái hộp bao tay thực phẩm này. Một hộp này sẽ gồm có là một cái 100 bao tay thực phẩm. Đấy, về các bác dùng để các bác xài. Đấy, tiết nhất các bác xài nhiều. Đấy, đặc biệt là nhiều những cái món mà cần bao tay cho nó sạch sẽ này. Đấy, các bác đi cho em cái mua trên cái đôi bao tay và các bác đi nhá, rất là sạch luôn. Đấy, một hộp này là sẽ cùng có là 100 cái nhá, một hộp là 100 cái chiếc bao tay này. Đấy, nó là dạng bao tay nylon nhá, thì khi mà các bác dùng một lần các bác bỏ luôn. Đấy, rất là ok. Giá nó hạt rẻ lắm, một cái hộp này 100 cái thì giá nó chỉ có là đi 20.000 thôi nhá, 20.000. Đấy, bao tay thì nó là dạng nylon dẻo nhá, dạng nylon dẻo, đi nó rất là vừa tay, các bác nhìn này. Đi rất là vừa tay, đi rất là thật tay. Bình thường ấy, là các bác hay mua những cái dạng bao tay ấy, ở ngoài chợ, ngoài siêu thị ấy, đi là nó cứ hay lùm xa lùm xùm, nó rất là khó làm. Đấy, đặc biệt là các bác làm bếp làm giáp ra. Đấy, thái dao giữa con thứ mà cầm nó không chắc ấy. Đấy, chẳng may thái trượt tay cái rất là nguy hiểm. Đây, con này nó đi, có nhìn này. Đi nó rất là ôm tay luôn. Đấy, nó không bị thừa đâu, nó không bị thừa đầu. Đi rất là ôm tay và rất là hay. Đó. Và các bác sử dụng hoạt động nó rất là thật tay luôn. Đấy. Thì một cái hộp này, cái này em nói luôn nó rất là co giãn, có nhìn này. Kéo này. Đấy, kéo rất là co giãn nhá. Bình thường những cái kia mà các bác kéo cái nó rách ngay, con nhìn này, con nhìn này. Kéo co giãn dã man luôn, con nhìn này. Em kéo nó giãn này nó còn chưa rách này. Đấy, nó rất là co giãn luôn. Nên là khi mà các bác sử dụng nó xài rất ok. Đấy, thì một hộp bao tay thực phẩm này. Một hộp là đi 100 cái nhá các nhá. Một hộp là số lượng là 100 cái. 100 cái nhà này, 100 cái này, tức là vào là 50 đô nhá, tức là vào là 50 đô đấy. Thì lên mã cho em sẽ là bao tay thực phẩm nhá. Đấy, bao tay thực phẩm, bao tay nhà bếp. Giá của em là gửi bác là 20k nhá, 20k trên một hộp. Đó, 20k một hộp nhá. Một hộp là 100 cái này, tức là vào là 50 đô này. Đấy. Các bác nhìn em cầm bút em viết này vẫn ok luôn nhá, không có bị vướng viết thì không có bị khó làm hay khó viết nào đâu, rất ok luôn. Đó. Một hộp là một hộp bao tay thực phẩm là 20k một hộp nhá. Một hộp là 100 cái bao tay nhá. Đấy, tức là vào là 50 đô nhá, 50 đô đấy. Đó. Rất là dẻo luôn. Các bác dùng một lần xong là bỏ luôn nhá. Đó. Nói chung là nếu mà về làm bếp làm giáp, các bác dùng một đôi này các bác dùng thoải mái luôn, dùng thoải mái luôn. Đó, và nó rất là co giãn luôn nhá, co giãn rất tốt. Đấy, nó là dạng ni lông ngon, ni lông xịn đấy, co giãn rất ok. 20k một cái đôi bao tay phẩm một hộp nha. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây, keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip này là 40.000 này, một tip keo hai thành phần này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ nào luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, mở van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ
mà nó cần các bác cần vá víu cần 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 chóc vào đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá, lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần nhá, 40k một típ này là 100 ml nhá, đấy, một típ này là 100 ml đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tiếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tiếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k hộp keo đa năng nha, và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một típ keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomo Nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Đấy, Polikia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1.200 m các nhá. Đấy. Con này thì tổng quan một cái thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các bác có thể được cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì con này đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, có rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy là độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nữa sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách này. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Nó kết hòa cùng, kết hợp là những cái màu đen xám. Nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, và còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kèm sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm vào đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Nó cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời các bác dùng cái con này. Đấy, picnic như là hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn. Rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay. Rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích thước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18 cm nhá, 18 cm. Phần bản rộng này, bản rộng của nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9 cm rưỡi, gần 10 cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10 cm, bản rộng là 10 cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13 cm nhá. Chiều cao khoảng tầm 13 cm. Đấy, chiều cao là 13 cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. Đây, đằng trước này thì các bác, bên này thì các bác dùng cái công tắc này. Các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này,
hai chế độ sáng này, đó ba chế độ sáng, đấy nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này, các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng, thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này, đấy dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em, nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá, đây này các bác nhìn này, sáng dã man luôn. Đó em sẽ lấy để vào quay cho bác xem luôn. Đó rồi, đấy là những cái chế độ sáng của bên bên này nhá, đấy bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này, bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này, đấy đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó đèn sáng rộng này các bác nhìn này, đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá này lên trần này, đấy các bác để này, các bác để ăn trần hoặc là các bác để soi xuống này, đấy rất sáng nhá, cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy, đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo LED nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương, cứu hỏa đấy, thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo. Rồi. Đó thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy đèn pha xa này. Nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá. Cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng đây. Đó, tổng quan đây. Đấy có vạch báo pin đầy đủ nhá. Để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào. Dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì cũng đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn, cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này có nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa có nhá. Đấy, sáng rộng và sáng xa có nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái đèn, bằng cái một cái đèn này thôi. Các bác nhìn này, cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá. Các bác nhìn này, nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bác nhìn này, cột điện này, đấy sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá, đây này các bác nhìn này, bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây, đấy sáng nhìn rõ một luôn nhá. Đây quay xem này, đây các bác nhìn cái bụi chuối này, sáng kinh khủng không bác, sáng kinh khủng không? Sáng dã man luôn. Đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây. Các bác nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, rồi soi trên cây này. Sáng dã man luôn nhá. Đây này. Đấy, sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá. Pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật nhưng mà các bác cứ mua hàng các bác kiểm tra đấy, các bác soi thử cho em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn nếu các bác nào không ưng về cái dòng đèn pin này. Em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn riêng với cái dòng đèn pin này. Bởi vì nó quá sáng luôn nhá. Đấy rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây, chế độ đèn sáng rộng này. Chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá. Đấy cũng rất là sáng nhá. Đấy, thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy rồi đây là ở phần bên này. Đấy, em sẽ bật bên này chưa? Đó, bật bên này. Đấy, bật bên này có nhá. Cũng rất là rộng nhá. Đấy, rất là rộng nhá. À, con này, đây. Em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn. Nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này. Và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy, hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này. Các bác làm chiếu hai bên. Đấy, có thấy chưa? Đấy, nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy, sáng hai bên này luôn này. Đấy, rất là đa di năng nhá, cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này, sáng dã man luôn nhá, đây sáng kinh khủng luôn. Đó, đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin em đang đi này, đấy các bác nhìn này, đây các bác nhìn này, sáng dã man luôn nhá, đây đấy đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bác nhá, đây sáng như ban ngày luôn, đây này, đấy đây các bác nhìn này, đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy, có nháy cảnh báo LED này, tắt đi này. Đấy, tối om luôn nhá. Em bật lên này. Sáng kinh khủng luôn. Các bác nhìn này. Ui giời. Dã man luôn nhá, một cái con đèn. Thì em phải công nhận nó sáng mà nó sáng rộng luôn nhá.
Đây, đây em sẽ bật cái cam rộng với bác xem nhé. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy, bật cái cam rộng nhá. Đó, đây. Đây, đấy. Sáng dã man, rộng dã man không nhá. Đó, đây. Bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá, mà nó sáng kinh khủng luôn. Như ban ngày luôn nhá. Đấy. Rồi, đấy là về cái dòng đèn pin nha em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu, đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn ba hai đầu, đấy 350k giá cũ, đấy giá cũ. Giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn hai đầu, đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn.